Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 3. Cha Minh Huy bước tới bên cạnh người đàn ông nhỏ con, giới thiệu với Phùng Thiên Minh, ông ấy là bạn của chú hai tôi ở Nam Dương, đến thành phố Hòa chơi vài ngày, biết ông ấy thích đồ cổ và đá nên tôi dẫn ông ấy đến chỗ của chú Minh dạo xem. Phùng Thiên Minh gật đầu, hoan nghênh, không biết ông tên là gì. Lại sĩ công. Giọng điệu của người đàn ông nhỏ con nghe không được tự nhiên lắm. Phùng Thiên Minh hơi bực mình, sầm mặt lại. Cha Minh Huy có vẻ cũng không để ý lắm, anh ta ngậm tẩu thuốc, hít mắt lại, trông như chỉ là một người ngoài cuộc hóng hớt. Cậu cha, khó được lần cậu ghé chơi, đến chỗ tôi uống trà đi. Uống trà thì thôi, hôm nay chúng tôi chỉ đến chơi thôi. Ông hai, đồ ở chỗ ông có tiền cũng không mua được hả? Cậu cha, đây chỉ là một khối đá bình thường thôi, không tốn nhiều tiền như vậy đâu, cần gì phải thế. Chỗ tôi cũng có mấy viên ngọc tốt, hay là hai người qua đó xem. Cha Minh Huy xòe tay ra nhún vai, tôi không có hứng thú với ngọc, có tiền hay không cũng không quan trọng, chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi, ông lại thích khối đá này thì tôi sẽ mua nó. Hay là thế này đi, lúc nãy ông ấy trả 100.000, tôi trả thêm 500.000, coi như đền bù cho các cậu đây. Ông chủ bán đá đã choáng váng, ông ta không biết rốt cuộc mình đang bán cái gì. Những người khác cũng bàn tán ầm ĩ. Phùng Thiên Minh nhìn qua Lý Dục Thần. Anh cũng đang nhìn ông ta. Anh nhất định phải có được khối đá đen này. Nhưng anh rất muốn xem thử thái độ của Phùng Thiên Minh ra sao. Nếu xét về lý, thật ra cả hai bên đều có lý cả, chỉ còn xem Phùng Thiên Minh sẽ đứng về phía ai thôi. Ông ta ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, cậu cha, thế thì e là sẽ làm cậu thất vọng rồi. Đã báo giá thì không hối hận. Đây là quy tắc của sảnh giao dịch chúng tôi. Nếu họ đã thương lượng xong, thứ này sẽ là của cậu Lý. Nếu hai người muốn thì có thể mua lại từ cậu Lý đây. Thái độ của Phùng Thiên Minh khiến cho Châu Na cảm thấy rất bất ngờ. Một bên là nhà họ cha ở Hải Thành và thương nhân Nam Dương, dù nhà họ Phùng không sợ, nhưng dẫu sao đắc tội nhà họ cha vẫn là chuyện rắc rối. Một bên chỉ là hai cậu thanh niên không có tiếng tăm gì. Ngoài giỏi võ ra thì hình như cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù chị ta cũng thiên về Lý Dục Thần và Mã Sơn hơn, trên người tên họ lại đó có một cảm giác khiến chị ta rất khó chịu. Nhưng để giải quyết chuyện này vẫn còn có rất nhiều cách điều hòa khác. Thế nhưng chú Minh lại rất thẳng thừng, không nể mặt cậu cha chút nào. Lẽ nào thực lực mà Lý Dục Thần thể hiện đã giúp chú Minh nhìn ra được lợi ích trong đó? Hay là vì ông khôn của tiền đường? Châu Na rất tò mò. Không biết rốt cuộc ông Khôn đã nói gì với chú Minh trong cuộc gọi ngày hôm đó. Cha Minh Huy cũng không tức giận, vẫn ngậm tẩu thuốc đứng đó cười giả dối, nhưng trong mắt lại có vẻ phấn khích như thể đang chờ đợi điều gì đó. Mã Sơn hớn hở cầm khối đá từ dưới đất lên. Cậu không được lấy. Lại sĩ công đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cổ tay Mã Sơn. Mã Sơn chỉ cảm thấy cổ tay mình cứng đờ như đang bị kìm sắt kẹp thật chặt. Anh ta tự nhận mình rất mạnh. Nhưng lại không thể rút tay ra khỏi tay lại sĩ công. Tay thả lỏng, khối đá từ trong tay anh ta rơi xuống. Lại sĩ công dùng tay còn lại đỡ lấy khối đá, sau đó cười mỉa với Mã Sơn. Nhưng nụ cười của ông ta rất nhanh đã cứng đơ. Bởi vì cổ tay ông ta cũng bị Lý Dục Thần nắm lấy, giống y hệt cách ông ta nắm cổ tay Mã Sơn vậy. Ông ta giãy hai lần vẫn không rút ra được, ngón tay thả lỏng, khối đá rơi xuống. Rơi vào tay còn lại của Lý Dục Thần. Anh cười khẩy, không cần ông giúp đâu, chúng tôi tự lấy được. Lại sĩ công biến sắc mặt, cậu là ai? Người mua đá, Lý Dục Thần thờ ơ đáp. Cha Minh Huy cũng đã nhận ra có gì đó lạ thường, đi qua hỏi, sư huynh lại, sao vậy? Lại sĩ công nhìn Lý Dục Thần chằm chằm, khuôn mặt đen gầy guộc phủ một lớp xương lạnh, đôi mắt nham hiểm thoáng hiện sát ý, ông ta khịt mũi, chúng ta đi thôi. Cha Minh Huy nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, không nói gì, đi theo lại sĩ công ra ngoài. Lý Dục Thần không quan tâm lắm, bảo Mã Sơn lấy đá rồi chắp tay với Phùng Thiên Minh, chú Minh, chuyện hôm nay cảm ơn ông nhé. Phùng Thiên Minh lại rất khách sáo, cười đáp, không có gì đâu, tôi chỉ làm theo quy định thôi. Vậy chúng tôi xin phép đi trước, Lý Dục Thần nói. Phùng Thiên Minh cũng không níu kéo anh, chỉ nói, khi nào rảnh thì đến chơi nhé. Hai vấn đề tôi nói ban nãy, cậu Lý về nhà nhớ suy nghĩ cho kỹ. Lý Dục Thần gật đầu, sau đó rời khỏi sảnh giao dịch với Mã Sơn.
hôm nay thu hoạch cũng khấm khá. Một miếng phỉ thúy thô kiếm lời 200.000, một chiếc gương đồng cổ, một khối đá đen cấp trung. Bao nhiêu đây đã vượt xa mong đợi. Châu Na làm tài xế đặc biệt cho họ thì đương nhiên cũng phải đi theo. Trong thang máy, Châu Na hỏi, rốt cuộc khối đá mà các cậu mua có lai lịch gì thế, tại sao nó lại có giá trị đến vậy? Lý Dục Thần đáp lời, một món đồ có 2.000, giá trị chỗ nào? Châu Na nghĩ, cãi cọ cả buổi cũng vẫn mua với giá 2.000 đấy thôi. Cậu cha còn ra giá 500.000 nữa kìa, các cậu mua với giá 2.000, không biết đã nhặt được món hời lớn gì nữa. Châu Na không nhịn cười được, các cậu không thấy hả, mặt mày ông già bán đá tái mét luôn, chắc ông ta rất muốn ăn tươi nuốt sống các cậu đó. Lý Dục Thần cười, giá trị của đá đen cấp trung đâu chỉ là 500.000. Lần này các cậu đắc tội nhà họ cha, sau này cũng phải cẩn thận hơn đấy, Châu Na nhắc nhở. Sợ gì anh ta chứ, Mã Sơn vừa mới kiếm lời 200.000 bừng bừng khí thế, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, anh em bọn em đã sợ ai đâu. Châu Na lắc đầu, các cậu không biết thôi, mặc dù nhà họ cha ít khi xuất đầu lộ diện nhưng có tiếng là rất tàn nhẫn. Họ có rất nhiều sản nghiệp ở Nam Dương, nghe nói họ có chút quan hệ với thuật sĩ bên đó. Thuật sĩ Nam Dương, Lý Dục Thần ngạc nhiên. Xuống đến bãi đỗ xe ngầm, Châu Na đi lấy xe, Lý Dục Thần và Mã Sơn đứng đợi. Mã Sơn đang có tâm trạng rất tốt, anh ta khoác tay lên vai Lý Dục Thần, nói, Dục Thần, em được lắm đó. Vừa ra tay đã kiếm được 200.000, thêm vài lần nữa là có thể mua nhà rồi. Lý Dục Thần cười đáp, lần này nhờ may mắn thôi, anh nghĩ ngày nào cũng có món hời cho anh nhặt hả? Bỗng nhiên họ nghe thấy Châu Na ở phía trước hét toáng lên. Lý Dục Thần và Mã Sơn lập tức đi qua. Châu Na đang sợ hãi chỉ vào xe của mình. Cửa xe đã mở, một đống rắn lít nha lít nhít bò trên ghế lái, nhìn thấy mà tê cả da đầu. Trong đó có một con quấn trên vô lăng hệt như da rắn, chỉ có cái đầu ngóc lên cao và chiếc lưỡi đỏ như máu thè ra cho biết đây là một con rắn còn sống. Nhìn kỹ hơn, trên ghế lái phụ và ghế sau cũng có rắn. Khi cửa xe được mở cũng đã có rắn bò ra khỏi xe. Mẹ kiếp! Mã Sơn mắng một câu, nhưng lại bó tay hết cách. Đánh nhau anh ta không sợ, nhưng còn đánh rắn, một con còn dễ xử. Một đống thế này thì anh ta thực sự không biết nên ra tay như thế nào. Anh bảo vệ chị Na đi. Lý Dục Thần dặn một câu rồi đi về phía xe. Không biết từ khi nào trên tay anh đã có thêm một lá bùa, anh lắc nhẹ, lá bùa trên tay lập tức bốc cháy. Lý Dục Thần đọc nhẩm vài câu thần chú rồi vung tay lên, lá bùa đang cháy biến thành một tia sáng bay vụt vào trong xe. Bỗng chốc có một ngọn lửa đỏ thẫm bao trùm cả chiếc xe. Mùi cháy khét khó ngửi lập tức tỏa ra. Một lát sau, lửa tắt. Chiếc xe vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu, những con rắn kia đều đã cháy thành tro. Lý Dục Thần thổi nhẹ một hơi, một cơn gió thổi qua, tất cả đều biến thành bụi bặm, trên xe không còn dấu vết nào khác. Châu Na và Mã Sơn đều há hốc mồm. Họ đã bao giờ được thấy kiểu pháp thuật tiên gia này đâu, họ cảm thấy ảo như đang xem phim điện ảnh vậy. Lý Dục Thần bảo. Không sao, đi thôi. Nhưng Châu Na lại không chịu đi xe này nữa, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi là chân cẳng của chị ta mềm nhũn. Tôi bỏ chiếc xe này. Mã Sơn cảm thấy vô cùng đáng tiếc, xe tốt thế này mà bỏ luôn sao? Châu Na ném chìa khóa cho Mã Sơn, cậu thích thì tặng cho cậu đó. Nói xong chị ta đi thẳng ra khỏi bãi đỗ xe. Mã Sơn cầm chìa khóa, chị Na, vậy để em lái xe chở chị về cho. Tôi thả đi bộ cũng không muốn đi chiếc xe này đâu, Châu Na vô cùng kiên quyết. Mã Sơn la lên từ đằng sau, chị cẩn thận nhé, trên đường cũng có rắn đấy. Châu Na á lên một tiếng, nhảy dựng ra sau túm chặt cánh tay Mã Sơn như thể đang túm lấy cọng cỏ cứu mạng. Mã Sơn cười phá lên. Lúc này Châu Na mới biết anh ta cố tình lừa mình, chị ta nổi giận, Mã Sơn cậu hay lắm, to gan hơn rồi đúng không, dám trêu tôi à? Giận thì giận. Nhưng tay vẫn túm chặt cánh tay của Mã Sơn không chịu buông ra. Mã Sơn nói, em đâu có lừa chị, ý em là mùa này ven đường cũng có thể có rắn, chị phải cẩn thận đấy nhé. Vậy hai cậu đi với tôi đi. Cho dù người phụ nữ có mạnh mẽ và trưởng thành cỡ nào, vào thời khắc quan trọng, kiểu gì họ cũng sẽ ra chiêu sát thủ của mình, đó là làm nũng. Mà ở trước mặt phụ nữ làm nũng, lúc nào đàn ông cũng sẽ mất đi sức chống cự. Mã Sơn rất tiếc cho chiếc Porsche kia,
nhưng Châu Na đã nói như thế, anh ta cũng không thể từ chối được. Lý Dục Thần nhìn hai người họ, cười bảo, anh Mã Sơn, anh đưa chị Na về đi, cũng đừng đi bộ, ra ngoài bắt xe đi. Vậy còn em? Em có một vài việc cần xử lý. À đúng rồi, đưa viên đá kia cho em. Mã Sơn đoán được đại khái anh muốn làm gì, bèn lấy viên đá đen ra đưa cho anh, được, em cẩn thận đấy. Lý Dục Thần gật đầu đưa họ đến lối ra bãi đỗ xe, nhìn họ lên xe taxi. Sau đó anh mới xoay người trở lại bãi đỗ xe khi nãy, nói về phía góc. Ra ngoài đi. Một bóng người nhỏ nhắn đi ra từ trong góc, nói bằng giọng phổ thông không chuẩn và u ám. Danh con chỉ có chút bản lĩnh mà dám dùng linh phù đốt rắn của tôi. Người đến chính là Lại Sĩ Công. Lý Dục Thần chơi đùa viên đá đen trong tay, không phải ông muốn tảng đá này hay sao? Lại Sĩ Công cười khẩy, nếu đã biết sẽ có ngày hôm nay thì lúc đầu cần gì phải làm thế. Có 500.000 không muốn kiếm cứ muốn tặng không cho tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Dục Thần nói, sao, ông muốn cướp à? Một viên đá 2.000 tệ mà ông cũng cướp, nói ra không sợ người khác cười nhạo ư. 2.000 tệ, Lại Sĩ Công cười to, danh con, cậu có biết cậu đang cầm gì trong tay không? Cậu có biết biến nó thành bùa Phật sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không? Nghe đến bùa Phật, cuối cùng Lý Dục Thần cũng xác định được lai lịch của Lại Sĩ Công. Châu Na nói nhà họ cha có qua lại với thuật sĩ Nam Dương, Lại Sĩ Công chính là người Nam Dương. Chắc chắn ông ta chính là thuật sĩ Nam Dương. Thuật sĩ Nam Dương am hiểu các tà thuật như thuật giáng đầu, nuôi cổ trùng. Thật ra cả ngũ độc và giáng đầu đều là cổ thuật bắt nguồn từ vùng biên giới Vân Nam Tứ Xuyên. Mà cổ thuật bắt nguồn từ vu thuật. Truyền thừa cổ thuật và vu thuật vốn là của huyền môn chính tông, tiếc là sau đó dần bị biến chất trong lúc lưu truyền, bị rất nhiều tà ma ngoại đạo sử dụng. Khi truyền đến Nam Dương, vì không có chính đạo bảo vệ nên biến thành tà thuật. Được bao nhiêu tiền, Lý Dục Thần nói theo cách phát âm của ông ta. Danh con, cậu gây chuyện à? Lại Sĩ Công phẫn nộ. Đừng tưởng trên người có mấy là bùa là giữ được mạng của cậu. Dứt lời, ông ta nhấc tay, một ánh sáng màu đen bay ra. Lý Dục Thần thấy rõ ràng đó là một con rết. Lại Sĩ Công mặc áo tay ngắn, cho nên con rết không phải bay ra từ trong tay áo của ông ta. Như thế chỉ có một khả năng là con rết bay ra từ trong cánh tay của ông ta, nói cách khác đây là cổ trùng bản mệnh được ông ta nuôi bằng máu tươi của mình. Lý Dục Thần cười khẽ, ngón cái đặt lên trên ngón giữa, đầu ngón tay xuất hiện một tia sáng lớn bằng hạt đậu. Sau đó anh bắn nhẹ một cái. Tia sáng này lập tức bay đi, va chạm với tia sáng màu đen đang bay tới của Lại Sĩ Công. Trên không trung có ánh sáng nổ tung, lóe lên rất nhiều tia điện nhỏ. Lại Sĩ Công kinh ngạc, chỉ tiêm lôi. Rốt cuộc cậu là ai? Sau lời ông ta nói, con rết rơi xuống đất, một làn khói xanh bốc lên, nó giãy giụa mấy cái rồi chết. Phụt! Lại Sĩ Công phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Lý Dục Thần một cách khó tin. Trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lý Dục Thần chậm rãi đến gần. Tôi vốn không định giết ông, nhưng ông ra tay quá tàn nhẫn. Nếu chúng tôi chỉ là người bình thường thì e rằng kết cục của chúng tôi bây giờ còn đáng sợ hơn cả chết. Ông biết dị thuật, vốn nên thuận theo ý trời, thay trời hành đạo, nhưng ông lại dựa vào tà thuật giết người vô tội. Ông đáng chết vì tội ác mình đã gây ra. Nếu ông đã học nghệ ở Nam Dương thì nên ở lại Nam Dương, vào trong nước mà còn ngông cuồng như thế. Thật sự cho rằng nước tôi rộng lớn như thế không có ai làm gì được ông à. Hôm nay, tôi sẽ cho ông biết cái gì mới thật sự là tiên thuật. Dứt lời, anh nâng tay phải nắm lấy không khí. Sấm chớp kéo đến. Trong bãi đỗ xe vang lên tiếng sấm rền cuồn cuộn. Sau đó có tiếng sét kêu ầm một tiếng. Một tia chớp đánh xuống từ trên hư không. Bổ vào ngực Lại Sĩ Công. Trước ngực ông ta lập tức xuất hiện một lỗ thủng to, toàn bộ lồng ngực trống rỗng. Chỉ còn lại phần ngoài cháy khét. Lại Sĩ Công chậm rãi ngã xuống, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi khôn cùng. Ngôn tình nữ phụ. Đến lúc chết ông ta vẫn không dám tin đây là sự thật. Mấy ngày tiếp theo, buổi sáng Lý Dục Thần chạy vặt ở quán cơm thân dân, buổi tối thì ở trong nhà luyện hóa viên đá đen kia. Mã Sơn vẫn đi làm ở quán Ba Lam Kiều, nhưng chức vụ đã từ giám đốc tiếp khách thăng cấp thành trợ lý tổng giám đốc. Ngày đó sau khi đưa Châu Na về, anh ta quay lại bãi đỗ xe của chợ đồ cũ, chạy chiếc Porsche kia về.
Châu Na chỉ cần nhìn thấy chiếc xe kia thì trong mắt chỉ có hình ảnh của rắn. Cho nên chiếc xe đó cũng thuộc về Mã Sơn. Mỗi ngày anh ta đều chạy Porsche màu đỏ, rất là nở mày nở mặt. Quán bar làm việc đến rất khuya, thường phải rạng sáng mới về nhà. Làm thế cũng tiện cho hành động của Lý Dục Thần. Anh mất 3 buổi tối để luyện hóa viên đá đen kia, làm ra 4 lá bùa hộ mệnh. Chút phần thừa còn lại vừa khéo dùng để sửa chữa tấm gương đồng kia. Bùa hộ mệnh thứ nhất, anh đưa cho Đinh Hương. Trong 4 lá bùa hộ mệnh, đây là lá bùa sử dụng đủ nguyên liệu nhất, cũng có hiệu quả tốt nhất. Lý Dục Thần tự tay đeo lên cho Đinh Hương, nhớ kỹ nhất định phải đeo theo bên người, không được tháo xuống. Bùa hộ mệnh treo trước ngực, lúc tiếp xúc với làn da sẽ có cảm giác ấm áp, khiến trái tim Đinh Hương cũng ấm áp theo. Vâng, em sẽ luôn trân trọng quà anh Dục Thần tặng, Đinh Hương nói. Lá bùa thứ hai, Lý Dục Thần đưa cho Mã Sơn. Ngoài ra, Lý Dục Thần còn lấy ra một lá bùa, bảo Mã Sơn mang đến cho Châu Na. Nếu không nhờ Châu Na dẫn họ đi thì họ cũng không thể kiếm được 200.000, càng sẽ không mua được viên đá đen. Huống hồ hôm đó Châu Na còn bị sợ, vì thế mà mất một chiếc xe, tự nhiên để Mã Sơn được lợi. Mã Sơn là người thô lỗ, cũng không xem trọng thứ này cho lắm. Nhưng Châu Na nghe nói là Lý Dục Thần tự làm thì vội vàng đeo nó lên người. Lý Dục Thần định đưa lá bùa còn lại cho Lâm Mộng Đình. Người ta tặng điện thoại cho anh, tặng cho người ta xem như trả lễ cũng đúng. Huống hồ giữa hai người còn có một tờ giấy hôn ước. Dù Lâm Mộng Đình không biết chuyện này. Ngoài ra trên bầu trời của nhà họ Lâm phủ kín mây đen, nếu Lâm Mộng Đình ở nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bùa hộ mệnh này vừa khéo có thể bảo vệ cô tránh khỏi kiếp nạn. Lý Dục Thần bèn gửi tin nhắn cho Lâm Mộng Đình, nói có đồ muốn tặng cô, bảo cô ra ngoài gặp mặt. Nhưng Lâm Mộng Đình lại trả lời là bây giờ cô không rảnh, nếu có việc gấp thì đến bệnh viện gặp. Bệnh viện, cô bị bệnh sao? Lý Dục Thần thầm hoảng hốt, chẳng lẽ anh tặng muộn bùa hộ mệnh rồi? Không thể nào, bố cục mây đen che kín bầu trời đó cũng đâu lợi hại đến thế. À, không phải tôi, là ông nội của tôi bị bệnh, rất nghiêm trọng. Cả nhà tôi đều đang ở bệnh viện, trong giọng điệu của Lâm Mộng Đình lộ vẻ lo lắng. Ở bệnh viện nào, tôi sẽ đến ngay. Lý Dục Thần không biết Lâm Thượng Nghĩa xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay kiếp nạn đã đến. Nhưng dù thế nào thì anh cũng muốn gặp ông cụ một lần. Hỏi ông cụ về chuyện năm đó. Ông nội chỉ là một người nhặt phế liệu, sao lại quen biết với ông cụ Lâm? Hơn nữa vì sao ông cụ Lâm lại đồng ý với mối hôn sự kia? Lý Dục Thần vẫn luôn cảm thấy cái chết của ông nội rất kỳ lạ, có khi nào ông cụ Lâm biết được điều gì đó không? Ngoài ra, hôn ước là do Lâm Thượng Nghĩa ký với ông nội anh, bên trên có chữ ký và vân tay của hai người. Nếu Lâm Thượng Nghĩa chết thì mối hôn sự sẽ trở thành một tờ giấy vụn. Dù muốn từ hôn cũng phải hoàn thành trước mặt ông cụ Lâm, nếu không chuyện này sẽ trở thành không thể giải quyết. Việc làm này không phù hợp với tính cách của Lý Dục Thần. Anh cũng không thể ăn nói với ông nội nơi chín suối. Đến bệnh viện, Lý Dục Thần gửi tin nhắn cho Lâm Mộng Đình, hai người gặp nhau ở cổng chính của bệnh viện. Trông Lâm Mộng Đình rất tiêu tụy. Anh tìm tôi có chuyện gì vậy, cô hỏi. Lý Dục Thần lấy bùa hộ mệnh ra, đây là do tôi tự làm, tặng nó cho cô. Lâm Mộng Đình hơi bất ngờ, lúc cầm bùa hộ mệnh trong tay, lòng bàn tay cô truyền đến cảm giác ấm áp. Cảm ơn. Lâm Mộng Đình mấy ngày nay trông có vẻ tiều tụy, thấy hơi cảm động. Lý Dục Thần hỏi, ông nội cô bị bệnh gì vậy, sao tự nhiên lại nhập viện? Lâm Mộng Đình lắc đầu, bệnh viện cũng không khám ra được, chỉ nói là lớn tuổi nên các cơ quan chức năng bị thoái hóa nghiêm trọng. Lý Dục Thần nhíu mày, đây không giống lời nói của một bác sĩ chuyên nghiệp chút nào. Bình thường sức khỏe của ông cụ thế nào? Nhà cô có bác sĩ riêng không? Có, bình thường ông nội tôi rất khỏe. Mỗi ngày đều kiên trì rèn luyện, thể lực còn dồi dào hơn lúc trẻ, có lẽ bắt đầu có vấn đề từ 3 tháng trước, ông nội rất dễ mệt mỏi, ăn cũng ít hơn. Lúc đó bác sĩ kiểm tra nói là không thành vấn đề nên người nhà cũng không để tâm, chỉ nghĩ là lớn tuổi thôi. Nhưng mấy ngày trước, chính là ngay sau hôm anh đưa tôi về nhà, ông nội đột nhiên bệnh liệt giường không dậy nổi. Đã kiểm tra tất cả hạng mục có thể kiểm tra rồi, còn mời cả chuyên gia của Tiền Đường và Thân Châu đến khám. Nhưng đều không khám ra bệnh. Tâm trạng Lâm Mộng Đình rất sa sút. Ông cụ là trụ cột của nhà họ Lâm, nếu ông cụ mất, không biết trong nhà sẽ rối ren như thế nào nữa.
Hơn nữa từ nhỏ ông cụ đã rất yêu thương cháu gái là cô, tình cảm của hai ông cháu rất tốt. Gần đây nhà cô có xảy ra chuyện gì không? Lý Dục Thần hỏi. Chuyện gì cơ? Lâm Mộng Đình khó hiểu. Ví dụ như gia đình mâu thuẫn, công việc không thuận lợi vân vân. Thật ra, tôi không quá quan tâm chuyện trong nhà, nhưng gần đây hình như việc kinh doanh của bố tôi đúng là không thuận lợi, tính tình cũng trở nên khó chịu, anh hỏi tôi vấn đề này làm gì? Có phải cũng trong 3 tháng nay không? Lâm Mộng Đình ngẫm nghĩ rồi nói, đại khái là thế. Lý Dục Thần đã có thể khẳng định bố cục mây đen che khuất bầu trời kia được bày ra từ 3 tháng trước. Thời gian cũng khớp với cách bày bố cục này. Thay đổi số phận của một gia tộc, dù là bố cục phong thủy lợi hại đến mấy cũng phải cần thời gian. Nhưng ông cụ Lâm chợt phát bệnh, việc này không hợp với logic cho lắm. Vì người bày bố cục muốn khiến nhà họ Lâm suy thoái mà không thể phát hiện ra. Nếu quá nóng lòng sẽ rất dễ bị người khác phát hiện. Nếu một gia tộc như nhà họ Lâm phát hiện thì chắc chắn họ sẽ đánh trả. Tôi có thể đi gặp ông nội cô không? Anh, Lâm Mộng Đình khó hiểu, bây giờ tình trạng của ông nội rất nguy cấp, anh gặp ông ấy làm gì? Lý Dục Thần nói, tôi biết chút y thuật, có lẽ có thể khám bệnh giúp ông cụ. Anh biết y thuật sao? Lâm Mộng Đình thầm thấy vui mừng, nhưng cô chợt nhớ ra nơi này là bệnh viện tốt nhất của thành phố Hòa, còn có chuyên gia mời đến từ Tiền Đường và Thân Châu, nhưng bọn họ đều không thể chữa bệnh cho ông nội, Lý Dục Thần sẽ có cách gì được? Cho nên cô cười buồn bã, cảm ơn lòng tốt của anh, bệnh của ông nội. Cô có tin tôi không? Lý Dục Thần nhìn vào mắt Lâm Mộng Đình, hỏi cô. Không biết vì sao, Lâm Mộng Đình lại có sự tin tưởng khó hiểu với Lý Dục Thần. Tôi tin, cô nói. Vậy thì để tôi đi xem thử. Có lẽ vì cô nhìn thấy sự chân thành từ trong mắt Lý Dục Thần, cũng có lẽ vì nhớ lại biểu hiện thần kỳ của anh ngày đó. Dù biết rõ là không thực tế. Nhưng cô vẫn ôm chút hy vọng. Dù sao tình hình ông nội đã tệ lắm rồi, cho anh đi xem thử cũng chẳng sao. Được. Lâm Mộng Đình dẫn Lý Dục Thần vào trong bệnh viện. Nơi này là một phân viện của bệnh viện số 1 thành phố Hòa, cũng được gọi là bệnh viện chăm sóc sức khỏe cán bộ. Bệnh viện không lớn nhưng điều kiện rất tốt, cũng vắng người. Người đến nơi này khám bệnh không có tiền cũng có quyền. Nhưng nhà họ Lâm vẫn lo lắng môi trường bệnh viện sẽ làm ồn ông cụ, nên gần như bao hết cả tầng chăm sóc đặc biệt. Trong nhóm chữa bệnh ngoài viện trưởng của bệnh viện số 1 thành phố Hòa dẫn theo một nhóm bác sĩ chủ nhiệm còn có chuyên gia mời đến từ bệnh viện số 1 thuộc Đại học Nam Giang và bệnh viện Hoa Kim của Thân Châu. Cả tầng lầu được canh gác nghiêm ngặt, ngoài bảo vệ và y tá của bệnh viện còn có vệ sĩ do nhà họ Lâm sắp xếp. Lâm Mộng Đình là cô cả nhà họ Lâm, đương nhiên sẽ không bị ngăn cản. Lý Dục Thần đi theo cô, thuận lợi đến trước phòng bệnh của Lâm Thượng Nghĩa. Phòng bệnh rất rộng lớn, có đầy đủ các dụng cụ máy móc. Ông cụ Lâm nằm trên giường bệnh, trong mũi ghim ống oxy, trên cơ thể được nối dây với rất nhiều máy móc. Ông cụ nhắm mắt, nhíu chặt mày trông rất đau đớn. Ba bác sĩ mặc áo blau trắng đang nhỏ giọng thảo luận tình trạng bệnh, thi thoảng lắc đầu. Người nhà họ Lâm cũng đứng một bên im lặng lắng nghe. Lý Dục Thần đi theo sau lưng Lâm Mộng Đình, vì mọi người đều đang tập trung vào ông cụ và bác sĩ nên không ai chú ý đến anh. Anh quét thần thức qua người ông cụ Lâm, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì. Đây không phải bệnh, cũng không phải hết tuổi thọ, mà là chúng ta. Nói đúng hơn là bị nguyền rủa. Sức sống bị cướp đi, ba hồn cũng nhạt dần. Nếu không nghĩ cách thì tối đa chưa đến 3 ngày, ông cụ sẽ đi đời. Bác sĩ thảo luận một lúc dường như đã có kết luận, bèn gọi người của nhà họ Lâm đi ra phòng nghỉ ngơi bên ngoài. Bác sĩ dẫn đầu lắc đầu với Lâm Thu Thanh, ông Lâm, mọi người vẫn nên chuẩn bị hậu sự đi. Viện trưởng Diêu, không còn cách gì khác ư, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh cho bố tôi có mất bao nhiêu tiền cũng được, Lâm Thu Thanh lo lắng nói. Viện trưởng Diêu thở dài, tôi có thể hiểu tâm trạng của ông. Nếu chỉ một mình tôi nói thế có lẽ mọi người không tin. Nhưng giáo sư Tôn đến từ Tiền Đường và trưởng khoa Trung đến từ Thân Châu đều ở đây, chúng tôi thật sự hết cách với bệnh của cụ nhà. Lâm Thu Thanh biết có ép buộc thêm nữa cũng vô ích. Viện trưởng của Bệnh viện số 1 thành phố Hòa, giáo sư Tôn của Đại học Nam Giang, trưởng khoa Trung của Bệnh viện Hoa Kim Thân Châu, một nhóm bác sĩ như thế cũng không thể chữa khỏi bệnh của ông cụ thì đưa ra nước ngoài cũng không có kết quả tốt hơn. Trong phòng trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ. Lâm Mộng Đình do dự một lát rồi nói, bố,
còn có dẫn một người bạn đến đây. Lâm Thu Thanh đang đau buồn chỉ ừ một tiếng, cũng không quan tâm con gái vừa nói gì. Bố, bạn con muốn gặp ông nội. Cái gì, lúc này Lâm Thu Thanh mới lấy lại tinh thần, bây giờ đã là lúc nào rồi, ông nội con như thế sao có thể để người ngoài làm phiền ông được. Bây giờ, mọi người mới chú ý đến sự tồn tại của Lý Dục Thần. Một chàng trai trẻ tuổi, trông rất có tinh thần, nhưng cũng không hề xuất sắc. Lâm Mộng Đình giải thích, bạn con có chút hiểu biết về y thuật, có lẽ có thể khám bệnh cho ông nội. Lâm Thu Thanh nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, một thằng nhóc còn nhỏ như thế thì có thể biết y thuật gì được. Tâm trạng của ông ta vốn đang rất tệ, cho nên cũng không dễ chịu với con gái, cất giọng nặng nề, con không xem đây là đâu à. Viện trưởng Diêu và hai vị chuyên gia đều đang ở đây, đừng khiến bố mất mặt. Lâm Mộng Đình cũng biết dẫn người khác đến chữa bệnh cho ông nội ngay trước mặt viện trưởng Diêu là đang vả vào mặt người ta. Nhưng mạng của ông nội quan trọng hơn bất cứ thứ gì, cô vẫn ôm chút hy vọng nhỏ bé. Bố, tình trạng ông nội đã tệ đến mức không thể tệ hơn nữa rồi, cứ cho bạn con xem thử đi. Lâm Thu Thanh hơi do dự, đúng thế, có tệ hơn nữa thì có thể tệ đến mức nào. Ông ta nhìn về phía viện trưởng Diêu, con gái không hiểu chuyện. Khiến ông phải chê cười rồi, ông xem người cũng đã đến đây. Viện trưởng Diêu cười gượng gạo, không sao không sao, cô Lâm cũng là vì lòng hiếu thảo mà thôi, có thể hiểu được. Sau đó ông ta hỏi Lý Dục Thần, không biết cậu là học sinh giỏi của trường nào, đang làm việc ở bệnh viện nào. Tôi chưa từng đi học, cũng không phải bác sĩ, Lý Dục Thần trả lời rất thành thật. Viện trưởng Diêu thoáng sửng sốt, sau đó cười khẽ chưa từng đi học. Không phải bác sĩ mà còn dám đến đây chữa bệnh. Bậy bà! Lâm Thu Thanh nổi giận. Lúc này, bà Lâm ở bên cạnh chợt hét lên, cậu là Lý Dục Thần. Cái gì? Người nhà họ Lâm cũng kinh ngạc. Cậu ta là Lý Dục Thần. Đúng, chính xác là cậu ta, bà Lâm chỉ vào Lý Dục Thần, đổi quần áo, cắt tóc nên trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể nhận ra, mãi đến khi nãy cậu ta nói chuyện mới nghe ra được. Lâm Mộng Đình thấy khó hiểu, mẹ, hai người quen nhau sao? Nghiêm Tuệ Mẫn chất vấn Lâm Mộng Đình, con không biết cậu ta là ai à? Lâm Mộng Đình lắc đầu, con chỉ mới quen anh ấy được hai ngày thôi. Ha, Lý Dục Thần cậu đúng là ghê gớm, lại dám chuyển mục tiêu đến con gái tôi. Mẹ, mẹ nói gì thế? Anh ấy là người tốt, mấy ngày trước anh ấy còn cứu mạng con nữa. Người tốt, con có biết cậu ta là ai không? Là ai? Cậu ta là chồng chưa cưới chưa từng gặp mặt mấy ngày trước con còn khóc lóc ầm ĩ phản đối nói có đánh chết con cũng không chịu cưới đấy. Mấy ngày trước, cậu ta cầm giấy hôn ước đến nhà, sau đó bị mẹ đuổi về. Cái gì? Lâm Mộng Đình thật sự không dám tin. Cô ngơ ngác nhìn Lý Dục Thần. Không ngờ người đàn ông này lại chính là chồng chưa cưới của cô. Tâm trạng cô nhất thời trở nên phức tạp. Lúc này... Không ai chú ý đến chuyện quản gia Lạc Minh Sa vốn đang đứng ở một bên lặng lẽ lui ra ngoài. Mộng Đình, con đừng mắc bẫy của cậu ta, bà Lâm nhắc nhở, cậu ta không chiếm được lợi ích lúc ở nhà chúng ta nên ra ngoài có ý đồ với con ngây thơ, hiền lành, dễ dàng tin tưởng người khác. Cứu mạng con gì chứ, nói không chừng đó là cái bẫy do cậu ta bày ra để con chui vào đó. Lâm Mộng Đình lắc đầu. Cô không muốn tin, nhưng lời mẹ cô nói lại rất khó phản bác được. Không hiểu sao khóe mắt cô lại ươn ướt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt. Anh nói cho tôi biết đi, đây có phải là sự thật không, cô hỏi. Cô có tin không, Lý Dục Thần hỏi ngược lại. Chỉ cần Lâm Mộng Đình nói tin, anh sẽ ngoảnh đầu đi ngay lập tức. Anh không quan tâm đến vận mệnh của người nhà họ Lâm. Anh sẽ để cho họ bị mây đen bao trùm và từ từ suy tàn. Lâm Mộng Đình hít sâu một hơi, lắc đầu trả lời, không tin. Lý Dục Thần mỉm cười, không tin là tốt rồi. Nhưng rõ ràng anh biết tôi là ai, tại sao lại không nói cho tôi, Lâm Mộng Đình hỏi. Nếu tôi nói cho cô biết, cô sẽ cư xử với tôi như thế nào? Cô sẽ còn coi tôi là bạn sao, anh tiếp tục hỏi. Lâm Mộng Đình im lặng. Đúng nhỉ, nếu cô biết trước Lý Dục Thần là đối tượng đính hôn từ bé với mình, sao cô có thể để anh đưa mình về nhà, sao có thể tặng điện thoại cho anh? Sao có thể đi ăn đồ nướng lề đường với anh cơ chứ? Mộng Đình, bà Lâm vô cùng tức giận, đã đến lúc này rồi mà con vẫn bị những lời ngon ngọt của cậu ta mê hoặc hả? Đây chỉ là một thằng lừa đảo vô lại thôi.
Mẹ, Lâm Mộng Đình cảm thấy lời của mẹ mình hơi quá đáng, mẹ có thể ghét anh ấy, nhưng mẹ không thể xúc phạm nhân cách của anh ấy. Xúc phạm nhân cách, bà Lâm cười khẩy, con hỏi cậu ta xem mẹ xúc phạm cậu ta như thế nào. Lý Dục Thần, chẳng phải ngày hôm đó cậu mạnh mồm lắm sao? Chẳng phải cậu nói đến để hủy hôn à? Chẳng phải ngay cả 2 triệu cũng chê sao? Tại sao sau đó lại chịu nhận 2 triệu? Nếu cậu đã nhận rồi thì nên giữ lời, đừng làm phiền nhà họ Lâm chúng tôi nữa. Bây giờ cậu lại tới dụ dỗ con gái tôi, chậc chậc, tôi chưa thấy ai vô liêm sỉ như cậu đâu đấy. 2 triệu gì cơ? Lâm Mộng Đình kinh ngạc thốt lên. Tôi chưa nhận tiền của nhà họ Lâm bao giờ cả, Lý Dục Thần tiếp lời. Chưa nhận bao giờ, ha ha, Mộng Đình, con nghe cậu ta trợn mắt nói dối đi kìa, chính mẹ đã sai chú Lạc của con đem tiền đi tự tay giao cho cậu ta đấy. Lâm Mộng Đình nhìn sang Lý Dục Thần. Nhưng anh lại nhìn về phía bà Lâm. Tôi không nhận được tiền, nhưng lại gặp được mấy tên sát thủ. Ban đầu tôi cứ tưởng là quản gia Lạc tự ý hành động, hóa ra là mệnh lệnh của bà Lâm đây. Mặt Lý Dục Thần phủ đầy sương lạnh, ánh mắt lạnh như băng. Nghiêm Tuệ Mẫn giật nảy mình, sát thủ. Không thể nào, tôi chỉ bảo quản gia Lạc tìm người dạy cho cậu một bài học nhỏ thôi, không hề sai người. Bà ta đột nhiên che miệng lại, tự biết mình đã lỡ lời. Ngày hôm đó bà ta chưa nhắc tới những chuyện này mà ông cụ đã nổi trận lôi đình. Nếu cụ ấy biết Lý Dục Thần suýt bị ám sát, bà ta sẽ không thể ở lại nhà họ Lâm được nữa. Tuệ Mẫn, rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Lâm Thu Thanh cũng đoán được mang máng phần nào đó. Nghiêm Tuệ Mẫn lắc đầu, không thể nào, ông Lạc đã theo chúng ta nhiều năm, ông ta sẽ không lừa tôi đâu. Ông Lạc đâu rồi? Quản gia Lạc. Bà ta quay đầu nhìn xung quanh nhưng không còn thấy bóng dáng Lạc Minh Sa đâu nữa. Lúc này đến kẻ ngốc cũng đoán được. Chắc chắn là Lạc Minh Sa bỏ 2 triệu kia vào túi, sau đó tìm người giết người diệt khẩu. Lúc nãy ông ta nhận ra Lý Dục Thần, thấy chuyện bị bại lộ nên đã chạy trốn. Nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài chắc chắn sẽ trở thành một vụ gièm pha đối với nhà họ Lâm. Dạo gần đây Lâm Thu Thanh đang khó khăn trong công việc kinh doanh, ông cụ lại đang yếu, bây giờ còn gây ra chuyện như thế, bảo sao ông ta không tức giận cho được. Ông ta nguyết mắt nhìn Nghiêm Tuệ Mẫn. Nhưng dẫu sao cũng là vợ chồng, ông ta không thể làm gì bà ta được. Lâm Thu Thanh nhìn qua Lý Dục Thần, nói, thôi được rồi, cậu đi đi, tôi sẽ không truy cứu những chuyện này. Lát nữa tôi sẽ sai người mang 2 triệu qua cho cậu. Lý Dục Thần lạnh lùng lên tiếng, bác không muốn truy cứu là không cần truy cứu nữa sao? Con người Lâm Thu Thanh co rụt lại, cậu muốn sao? Bầu không khí lập tức trở nên gay gắt, Lâm Mộng Đình kéo áo Lý Dục Thần, Lý. Sau khi biết thân phận, cô tạm thời không biết nên xưng hô như thế nào. Anh Lý, chắc trong chuyện này có hiểu lầm, ban nãy anh nói mình biết y thuật, hay là anh khám cho ông nội tôi trước đi. Nhưng người nhà của cô có vẻ không muốn ông cụ khỏe lại cho lắm, Lý Dục Thần đáp lời. Câu nói này khiến Lâm Thu Thanh hoàn toàn nổi giận. Cậu nói cái gì, ông ta đứng phắt dậy, chỉ vào Lý Dục Thần quát lớn. Thu Thanh, bà Lâm vội khuyên can. Đừng chấp nhặt với loại người này, dạo này huyết áp của ông khá cao, phải chú ý một chút. Lý Dục Thần lạnh lùng đứng nhìn. Bảo vệ đâu, bà Lâm nói với ra ngoài, đuổi thằng nhóc này ra ngoài cho tôi. Hai bảo vệ đi vào rồi tới bên cạnh Lý Dục Thần, một người đứng bên trái, một người đứng bên phải làm động tác mời. Nếu anh không chịu đi, họ sẽ giữ anh lại không chút do dự rồi cưỡng chế lôi ra ngoài. Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra. Lâm Thiền Minh ở trong phòng bệnh chăm ông cụ từ sớm giờ bước ra. Cậu tên là Lý Dục Thần, ông ấy hỏi. Ông ấy vừa ra ngoài, Lý Dục Thần vừa nhìn đã biết đây là một cao thủ võ đạo. Vâng, Lý Dục Thần đáp. Lâm Thiền Minh gật đầu, bảo, để cậu ấy thử xem sao. Chú hai. Lâm Thu Thanh muốn ngăn cản, nhưng đã thấy Lâm Thiền Minh xoay người đóng cửa phòng bệnh lại. Bà Lâm nói, Thu Thanh, như vậy sao được? Cậu ta mới bao nhiêu tuổi đầu, thậm chí còn chưa đi học, sao có thể chữa bệnh cho ông cụ, ngộ nhỡ chữa kiểu gì làm nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Thu Thanh ngăn cản, chú hai đã nói rồi, chỉ thử xem sao thôi. Viện trưởng Diêu ở bên cạnh nói, ông Lâm, để cậu ta thử cũng được thôi, nhưng tôi xin phép báo trước, sau khi cậu ta nhúng tay vào, nếu xảy ra chuyện gì bệnh viện chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Lý Dục Thần vừa nghe đã hiểu ông ta muốn đùn đẩy trách nhiệm. Viện trưởng Diêu, nếu tôi không chữa khỏi được,
đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm, nhưng nếu chữa khỏi thì sao? Làm sao có chuyện đó được, viện trưởng Diêu bật thốt lên, nếu cậu chữa khỏi bệnh cho ông cụ, tôi sẽ trao cờ thi đua cho cậu. Tôi đâu phải bọn bịp bợm giang hồ, tôi lấy cờ thi đua của ông để làm gì? Thế cậu muốn sao? Lý Dục Thần nghĩ ngợi rồi đáp, ông làm cho mình một lá cờ thi đua là được, ghi trên đó tôi là Lang Băm. Viện trưởng Diêu tức tối nhưng lại không tiện nổi đóa trước mặt người nhà họ Lâm, ông ta bèn khịt mũi, không nói thêm gì nữa. Giáo sư Tôn ở cạnh đó bảo, chàng trai, nếu cậu chữa khỏi tôi sẽ bái cậu làm thầy. Trưởng khoa Trung đến từ Thân Châu cũng lên tiếng, tính thêm tôi nữa, nếu cậu có thể chữa khỏi, tôi cũng bái cậu làm thầy luôn. Hai ông nói thật chứ, Lý Dục Thần cười hỏi. Anh cảm thấy hai người này đỡ hơn viện trưởng Diêu, mặc dù họ cũng không tin anh, nhưng ít ra thái độ cũng chân thành, rõ ràng bái làm thầy vẫn có thành ý hơn trao cờ thi đua nhiều. Hai vị chuyên gia đồng thanh đáp, tất nhiên là thật rồi. Bà Lâm Nghiêm Tuệ Mẫn ở phía bên kia cười khẩy một tiếng, thề thốt, Lý Dục Thần, nếu cậu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông cụ nhà tôi sẽ tự tay quét bụi ngoài cửa nhà họ Lâm rồi đón cậu vào nhà, sau đó châm trà rót nước xin lỗi cậu. Lý Dục Thần cười, điều kiện này được đấy. Trong phòng bệnh, Lý Dục Thần đang đứng trước giường. Lâm Thiền Minh đứng bên cạnh anh, chỉ cần anh có hành động khác thường nào, ông ấy sẽ có thể ra tay ngăn cản ngay lập tức. Người nhà họ Lâm, viện trưởng Diêu và hai vị chuyên gia đều đứng đằng sau nhìn anh. Lâm Thượng Nghĩa nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đã ở trong trạng thái hôn mê. Cho dù đang hôn mê, ông ấy vẫn nhíu mày thật chặt như thể đang rất đau đớn. Lý Dục Thần nhẹ nhàng đặt tay lên mạch của Lâm Thượng Nghĩa. Mạch đang rất yếu. Một tia linh lực được truyền vào trong mạch, chạy dọc theo kinh mạch ở cánh tay đến khắp toàn thân Lâm Thượng Nghĩa. Mặt Lý Dục Thần khẽ biến sắc. Đây là sách đinh đầu tiễn. Thảo nào hồn lực của ông cụ lại càng ngày càng yếu. Chỉ là sách đinh đầu tiễn này cần bát tự của người già, người làm phép sẽ chuẩn bị bàn thờ và ghim người rơm lại, viết họ tên và bát tự của người khác lên người rơm. Sau đó cố định linh hồn bằng bùa rồi niệm chú mỗi ngày, còn phải bắn tên vào người rơm, 7 ngày sau linh hồn của người bị nguyền rủa sẽ lìa khỏi xác. Đây là pháp thuật cổ vu, tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào cổ vu môn lại xuất hiện? Trước khi Lý Dục Thần xuống núi, sư phụ Vân Dương Tử đã dặn anh phải chú ý đến động tĩnh của vu ma. Không ngờ vừa đến thành phố Hòa đã có manh mối về cổ vu môn. Khi thấy Lý Dục Thần nhíu mày trầm tư, viện trưởng Diêu lạnh lùng cười khẽ, sao thế anh bạn nhỏ, cậu có nhìn ra được gì không? Cậu ta có thể nhìn ra được gì chứ, chỉ là giả vờ giả vịt thôi, bà Lâm không tin Lý Dục Thần biết chữa bệnh. Chỉ có Lâm Mộng Đình đang cảm thấy hết sức căng thẳng. Đương nhiên cô hy vọng ông nội có thể khỏi bệnh, nhưng cô cũng biết niềm hy vọng này quá xa vời. Còn đối với Lý Dục Thần, cô cực kỳ mâu thuẫn, cô mong anh biết chữa bệnh thật và sẽ chữa khỏi cho ông nội, nhưng nếu chữa khỏi rồi, cô phải đối mặt với anh như thế nào đây? Nếu anh không chữa được hoặc anh là một kẻ lừa đảo thật thì sao? Không, không, không đâu. Lâm Mộng Đình vội vàng lắc đầu để vứt ý nghĩ đáng sợ này qua một bên. Lý Dục Thần không quan tâm những người đứng sau lưng mình nghĩ gì. Bây giờ anh cần phải quyết định xem nên chữa trị cho Lâm Thượng Nghĩa theo cách nào. Để giúp Lâm Thượng Nghĩa tỉnh lại thì rất đơn giản, chỉ cần đưa một luồng chân khí vào trong cơ thể ông ấy là được. Nhưng để chữa khỏi bệnh hẳn cho ông ấy thì phải tìm được vị vu sư đó, phá hủy bàn thờ mà người nọ chuẩn bị. Nếu không thì dù dựa vào pháp lực hay thuốc men đều chỉ có thể giúp ông cụ sống lâu hơn thôi, đã thế lại còn không được lâu lắm. Bệnh viện các ông có kim châm cứu không? Lý Dục Thần hỏi. Viện trưởng Diêu đáp, đương nhiên là có. Sau đó ông ta sai y tá đi lấy. Bà Lâm hoảng sợ hỏi, cậu muốn châm cứu đấy hả? Anh trả lời, đúng vậy. Không được, cậu không được châm cứu. Khám tay không là được rồi, cơ thể của ông cụ nhà tôi quý giá nhường nào, sao có thể để cậu châm cứu tùy tiện được. Bác không muốn ông ấy tỉnh lại sao? Tất nhiên là tôi muốn rồi, nhưng cậu biết châm cứu không đó. Nhưng lúc này Lâm Thu Thanh lại lên tiếng, thôi được rồi, bố đã thành ra thế này, để cho cậu ta châm cứu đi, tôi cũng muốn xem cậu ta có thể làm được trò trống gì. Lâm Thu Thanh đã nói thế. Bà Lâm cũng không phản đối nữa. Y tá nhanh chóng mang một hộp kim châm cứu đến. Kim loại inox, chất lượng kém hơn rất nhiều so với loại kim vàng mà Lý Dục Thần thường sử dụng.
nhưng không sao cả, dây câu anh còn có thể dùng làm kim châm cứu thì nói gì đến kim inox. Lấy bừa một thứ cũng có thể làm kiếm, bởi vì anh chính là tông sư võ đạo. Lấy bừa một thứ cũng có thể làm kim châm cứu, bởi vì anh chính là tông sư y đạo. Lý Dục Thần đã vượt qua cảnh giới tông sư từ lâu, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể bước vào tiên thiên. Chốn trần gian này chỉ là nơi để anh rèn luyện thôi. Một khi đã hiểu thấu tường tận, anh sẽ không còn vương vấn bất kỳ thứ gì ở nơi đây nữa. Thật ra bệnh của ông cụ Lâm không cần phải châm cứu. Nhưng nếu giúp ông ấy tỉnh lại bằng một luồng chân khí, chưa chắc người ta sẽ cảm thấy anh lợi hại. Có khi họ còn sẽ nói là kỳ tích trời ban, ông cụ tỉnh lại chỉ là trùng hợp thôi. Bởi vậy mới có câu người thiện chiến không có chiến công oanh liệt, thầy thuốc tốt không có danh tiếng lẫy lừng. Tông sư y đạo chân chính là khi bạn bị bệnh không có triệu chứng, họ đã chữa khỏi cho bạn, làm sao bạn biết được sự lợi hại của người ta. Còn người ta chỉ ngưỡng mộ những người anh hùng được biết tới. Vậy nên Lý Dục Thần quyết định châm cứu. Anh sẽ dùng kỹ năng châm cứu như thần để chinh phục những kẻ kiêu ngạo và ngông cuồng này. Lý Dục Thần nhẹ nhàng kẹp một cây kim lên, ngón tay đột nhiên dùng lực, kim inox châm vào vị trí giữa hai đầu lông mày của ông cụ. Mấy người bên cạnh kinh ngạc thốt lên. Họ chưa từng thấy ai châm cứu kiểu này bao giờ. Làm gì có ai vừa bắt đầu đã châm vào giữa hai đầu lông mày, đã thế còn châm sâu như thế chứ? Họ còn chưa kịp chất vấn, Lý Dục Thần đã cầm cây kim thứ hai lên, lần này anh châm vào huyệt thần đình. Tiếp theo anh dùng cả hai tay, mỗi tay cầm một cây kim, dùng lực châm vào huyệt tứ bạch ở cả hai bên trái phải của ông cụ cùng một lúc. Chiêu này đến cả giáo sư Tôn cũng phải khen không dứt miệng. Nhưng ông ấy còn chưa khen hết câu, hành động kế tiếp của Lý Dục Thần khiến tất cả mọi người đều kinh hãi. Anh dùng 5 ngón tay kẹp cùng lúc 4 cây kim. Cả hai tay trái phải có tổng cộng 8 cây kim. Cậu điên rồi hả, bà Lâm la lên. Ngay cả Lâm Mộng Đình cũng cảm thấy Lý Dục Thần quá điên rồ. Nhưng anh lại không hề dao động, hai tay giơ lên, 8 cây kim châm cứu inox đồng loạt châm vào 8 huyệt trên đầu và mặt của ông cụ. Mọi người há hốc mồm. Nhưng Lý Dục Thần vẫn chưa dừng lại. Hai tay anh di chuyển càng lúc càng nhanh, càng về sau chỉ còn lại bóng mờ. Không ai có thể thấy rõ rốt cuộc anh đã cầm bao nhiêu cây kim, châm bao nhiêu huyệt. Nhìn sang ông cụ Lâm, khắp mặt mũi, bả vai, cánh tay, ngực xuống đến tận đùi, chỗ nào cũng chi chít là kim. Ai nấy nhìn mà cũng phải nín thở, trong phòng bệnh trở nên cực kỳ yên tĩnh, dường như có thể nghe thấy cả tiếng kim châm vào da. Một lát sau, cuối cùng Lý Dục Thần cũng dừng lại. Mọi người mới thở phào một hơi như thể cuối cùng vở kịch cũng hạ màn. Lúc này Lý Dục Thần mới ngồi lại xuống ghế, đặt tay lên mạch cổ tay của ông cụ Lâm, lặng lẽ đưa một luồng chân khí vào trong người cụ ấy. Chân khí đi dọc theo kinh mạch đến khắp toàn thân ông cụ. Kim châm khắp người cũng không phải không có tác dụng, nó sẽ giúp chân khí chạy trong kinh mạch phát huy hiệu quả tốt hơn. Bỗng nhiên thấy môi ông cụ Lâm khẽ giật, cụ ấy thở phù ra một hơi. Sau đó từ từ mở mắt. Bố! Ông nội! Bố! Người nhà họ Lâm vừa mừng vừa sợ, lần lượt lên tiếng gọi. Lý Dục Thần quay đầu lại lườm họ. Mọi người liền câm như hến. Lúc này không còn ai nghi ngờ về y thuật của anh nữa. Lại càng không có ai dám bất kính với anh. Lý Dục Thần đứng dậy vung tay lên, hút một đống kim châm từ trên người ông cụ. Hai tay anh vung lên mấy lần. Kim châm trên người ông cụ đã được anh lấy về một cách rất nhanh gọn, không chừa lại một cây nào. Mọi người chỉ thấy hai tay anh cầm một đống kim. Lý Dục Thần ném kim vào hộp đựng kim châm cứu. Rồi anh vỗ nhẹ hai lần lên ngực ông cụ Lâm. Cụ ấy ho khan vài tiếng, đôi mắt trở nên sáng ngời. Cụ nhìn mọi người, thở ra một hơi thật dài rồi nói. Thiền Minh, tôi vừa mới đi một vòng từ cửa địa ngục về đây. Mọi người đều mừng như điên. Mắt Lâm Mộng Đình ngấn lệ, cô muốn khóc nhưng lại không khóc được. Giáo sư Tôn cảm thán, kỳ tích, đây đúng là kỳ tích. Trưởng khoa Trung cũng khen không dứt miệng, ánh mắt họ nhìn Lý Dục Thần le lói vẻ cuồng nhiệt. Biểu cảm trên mặt viện trưởng Diêu có đôi chút xấu hổ. Người còn xấu hổ hơn nữa là bà Lâm. Giờ phút này bà ta chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi. Ông cụ tỉnh lại rồi chắc chắn sẽ biết được mọi chuyện. Bà ta không biết phải đối mặt với cơn giận của cụ như thế nào. Cậu chính là Lý Dục Thần.
không phải trong lúc hôn mê Lâm Thượng Nghĩa không có cảm giác gì với bên ngoài, cụ cũng đã nghe thấy cuộc đối thoại ồn ào trước đó. Là cháu ạ, Lý Dục Thần đáp. Không ngờ vẫn là cậu cứu cái mạng già này của tôi. Không biết Lâm Thượng Nghĩa nhớ đến chuyện gì đó, cụ bật cười vài tiếng rồi ho khan. Lý Dục Thần bấm vào huyệt chiên trung trên ngực cụ ấy, sau đó đưa một luồng chân khí vào. Ông vẫn chưa khỏe hẳn, bây giờ còn đang rất yếu, tốt nhất là nói ít thôi ạ. Lâm Thượng Nghĩa cảm thấy ngực mình ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều. Cụ gật đầu, tôi nghe theo lời cậu. Lý Dục Thần đứng dậy dặn người nhà họ Lâm, để ông cụ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ kê một đơn thuốc cho mọi người đi lấy thuốc. Nói xong, anh bước ra khỏi phòng bệnh. Người nhà họ Lâm và ba vị chuyên gia cũng đi ra ngoài theo, chỉ để Lâm Thiền Minh ở lại với ông cụ. Ra đến phòng khách ở ngoài, Lý Dục Thần ngồi xuống trên ghế. Người nhà họ Lâm và mấy vị chuyên gia đều đứng. Họ cũng không có ý kiến gì cả. Lúc này họ kính trọng Lý Dục Thần như thần linh vậy. Lý Dục Thần cầm lấy giấy bút trên bàn viết một đơn thuốc, sau đó nhìn lướt qua nhóm người nhà họ Lâm, cuối cùng anh đưa giấy cho bà Lâm. Bà ta hơi bất ngờ, thậm chí còn có cảm giác lo sợ khi được coi trọng. Bác gái, xin làm phiền bác nhớ phải bốc thuốc theo đơn này, tên thuốc và liều lượng đều phải giống y hệt trên đơn. À còn nữa, bác phải quan sát cả quá trình từ bốc thuốc cho đến khi xác thuốc nhé. Lý Dục Thần cực kỳ nghiêm túc. Chuyện này không thể qua loa, nếu đã có người muốn lấy mạng ông cụ Lâm, đã nguyền rủa không thành công, khó đảm bảo kẻ đó sẽ không dùng đến thủ đoạn xảo quyệt hơn. Sở dĩ anh chọn bà Lâm cũng là vì muốn thử bà ta. Anh nhất định sẽ điều tra vụ của Lạc Minh Sa, nếu vụ đó thật sự là kế hoạch của bà ta, vậy thì anh sẽ không khách sáo. Được, tôi biết rồi. Nghiêm Tuệ Mẫn nhận lấy đơn thuốc một cách hết sức trịnh trọng. Bà ta không ngờ Lý Dục Thần sẽ giao việc bốc thuốc cho mình. Điều này tương đương với việc cho bà ta cơ hội, bà ta có thể tự tay bốc thuốc và xác thuốc cho ông cụ. Nhờ đó, dù lúc trước có từng phạm lỗi, ông cụ cũng sẽ không tiện trách bà ta quá mức. Thằng nhóc này vẫn biết ý lắm. Trong lúc vô thức, bà ta đã hoàn toàn quên mất ấn tượng ban đầu của mình về Lý Dục Thần. Để thay đổi thái độ của một người đơn giản như vậy đấy, bạn chỉ cần thể hiện ra thực lực của mình là có thể chinh phục được người ta rồi. Thứ mà Lý Dục Thần thể hiện chính là thực lực tuyệt đối. Lúc này viện trưởng Diêu đi qua, mở miệng khen, đúng là trường giang sóng sau dồn sóng trước, không ngờ cậu Lý đây còn trẻ mà đã có y thuật xuất sắc như thế. Tôi muốn mời cậu vào làm chuyên gia cho khoa châm cứu nổi tiếng của bệnh viện chúng tôi, đãi ngộ tương đương với chuyên gia đặc biệt, không biết ý cậu thế nào. Lý Dục Thần cười đáp, tôi không có chứng chỉ hành nghề y thì làm chuyên gia kiểu gì được. Ông không sợ bị người ta kiện sao? Viện trưởng Diêu nói, cậu Lý yên tâm đi, vấn đề chứng chỉ cứ để tôi giải quyết, cậu chỉ cần ngồi khám bệnh là được rồi. Lý Dục Thần không ừ hử gì nữa. Giáo sư Tôn đến từ tiền đường chợt bước tới trước một bước, hơi khom lưng, thầy Lý, hôm nay tôi đã được mở mang tầm mắt. Thuật châm cứu của thầy Lý quả thật cao siêu như thần. Câu nói, hạnh lâm diệu thủ, trung y thánh nhân, có lẽ chỉ người như cậu. Nếu thầy Lý không chê tôi lớn tuổi thì xin hãy nhận người học trò là tôi đây. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Mặc dù đã có cực trước, nhưng dẫu sao giáo sư Tôn cũng là giảng viên của trường Đại học Nam Giang. Ông ấy có uy tín rất cao trong giới y học, lại còn đã hơn 50 tuổi, bái một cậu thanh niên chừng 20 tuổi làm thầy cũng không sợ bị người ta cười chê. Giáo sư Tôn vừa dứt lời, trưởng khoa Trung cũng đi tới đứng ngang hàng với ông ấy, nói. Tôi nữa, tôi còn lớn tuổi hơn giáo sư Tôn, không biết thầy Lý có chịu nhận hay không? Viện trưởng Diêu hơi xấu hổ, hai vị này có địa vị cao hơn ông ta trong giới y học, nếu họ bái thầy vậy còn ông ta thì sao? Ai ra, hai vị cần gì phải như thế, cả hai đều đã lớn tuổi rồi, lại còn là tiền bối có uy tín trong giới y học, thế này còn ra thể thống gì nữa chứ? Lời đánh cược ban nãy chỉ là nói đùa thôi, cậu Lý sẽ không coi là thật đâu, đúng không? Nhưng giáo sư Tôn lại lắc đầu, quân tử không nói đùa, đã cược thì phải có chơi có chịu. Hơn nữa thầy Lý giỏi y thuật, nếu cậu ấy chịu nhận chúng tôi làm học trò, chúng tôi mới là người được lợi. Ở phương diện y thuật, chỉ những người có tài có đức mới làm tôi chịu phục, hà cớ gì phải xét tới tuổi tác. Trưởng khoa Trung lên tiếng, giáo sư Tôn nói rất đúng, với y thuật của thầy Lý cũng đủ để làm thầy của chúng tôi. Là chúng tôi được lợi, chỉ sợ thầy Lý không chịu nhận thôi,
còn cái thể diện này là cái thá gì trước y thuật chứ? Viện trưởng Diêu dậm chân, nói, được thôi, nếu hai vị đã có đức độ này thì tôi sẽ xả thân theo quân tử, cùng hai vị bái cậu Lý đây làm thầy để học thuật châm cứu. Người nhà họ Lâm nhìn ba người họ bằng ánh mắt như đang xem kịch. Ba người cộng lại gần bằng 200 tuổi luôn rồi, thế mà lại tranh nhau bái một thanh niên làm thầy, chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ trở thành chuyện lạ có thật mất. Harry Potter fanfic. Lý Dục Thần chậm rãi đứng dậy rồi đi đến trước mặt giáo sư Tôn và trưởng khoa Trung, mỉm cười đáp. Được, tôi sẽ nhận hai học sinh này. Giáo sư Tôn và trưởng khoa Trung mừng rỡ, cảm ơn thầy. Hai người định làm lễ bái sư ngay tại chỗ. Lý Dục Thần đỡ hai người, bảo, lễ bái sư gì đó thì khỏi đi, các ông cũng không cần gọi tôi là thầy đâu. Thầy thuốc y đức đều vì trị bệnh cứu người, chăm sóc người bị thương, không cần có quan niệm chia môn phái. Giáo sư Tôn và trưởng khoa Trung càng khâm phục hơn nữa, nói lia lịa, thầy nói rất hay. Viện trưởng Diêu ở bên cạnh không khỏi xấu hổ, hỏi, vậy còn tôi? Ông, Lý Dục Thần cười ha hả, ông nói trao cờ thi đua cơ mà. À đúng rồi, ông đừng quên viết câu, tôi là lang băm, lên mặt mình đấy nhé. Mặt mày viện trưởng Diêu chuyển sang màu gan lợn. Lâm Thu Thanh ho khan một tiếng để thông cổ họng, sau đó hỏi, cậu Lý, tôi có thể hỏi rốt cuộc bố tôi bị bệnh gì không? Tình hình hiện tại thế nào rồi? Lý Dục Thần hỏi, bác là gia chủ của nhà họ Lâm à? Lâm Thu Thanh ngây ra, không biết vì sao anh lại hỏi như vậy, ông ta nhìn lướt qua người anh họ Lâm Lai Phong ở bên cạnh rồi trả lời, xã hội hiện đại không có cách gọi gia chủ nữa, chỉ là phần lớn sản nghiệp của gia đình đều do tôi quản lý. Ông ấy là bố tôi. Lâm Mộng Đình sợ anh không biết nên bổ sung thêm một câu, cô nói xong thì đỏ mặt, cứ cảm thấy quái quái. Lý Dục Thần gật đầu, nói với Lâm Thu Thanh, thế này đi, bác đi theo cháu vào phòng bệnh. Lâm Lai Phong hỏi, vậy còn chúng tôi thì sao? Anh trả lời, những người khác đợi ở ngoài đi, hiện giờ ông cụ còn rất yếu, nhiều người vào không tốt lắm. Mặt Lâm Lai Phong biến sắc, vẻ bất mãn lộ ra trong mắt, nhưng ông ta không nói thêm gì nữa. Lý Dục Thần lại nói với Lâm Mộng Đình, lát nữa mẹ cô sắc thuốc xong, cô đi với bà ấy bưng thuốc vào đây nhé. Một tiếng Mộng Đình này khiến tim cô đập thình thịch. Lâm Mộng Đình đáp lời. Lý Dục Thần và Lâm Thu Thanh cùng đi vào phòng bệnh. Lâm Thượng Nghĩa đã có thể ngồi dậy, cụ ấy đang dựa vào đầu giường nói chuyện với Lâm Thiền Minh. Nhìn thấy Lý Dục Thần vào, cụ cười vẫy tay, Dục Thần, lại đây ngồi đi. Anh sửng sốt, ông cụ Lâm tỏ ra thân thiết như thế khiến anh không được tự nhiên cho lắm. Lâm Thiền Minh rất tự nhiên nhường chỗ cho anh ngồi xuống. Lý Dục Thần nhìn thoáng qua ông ấy. Anh không biết Lâm Thiền Minh. Nhưng anh nhìn ra được người này có địa vị rất cao ở nhà họ Lâm và cũng rất được ông cụ tin tưởng. Cậu Lý, bệnh của bố tôi, Lâm Thu Thanh còn đang nghĩ ngợi về vấn đề ban nãy, nhưng ở trước mặt ông cụ hình như không tiện hỏi lắm. Lý Dục Thần nhìn sang Lâm Thượng Nghĩa. Cụ nói, có gì cậu cứ nói thẳng đi, ở đây không có người ngoài, không cần sợ tôi không chịu nổi. Nếu đến cả chuyện đó cũng không chịu nổi thì uổng cho đời này của tôi quá. Dù bộ xương già này của tôi có được sống lâu thêm một ngày thì vẫn hời. Lý Dục Thần lắc đầu, đáp ông không phải bị bệnh mà là bị người khác nguyền rủa. Nguyền rủa, cả Lâm Thu Thanh và Lâm Thiền Minh đều khiếp sợ. Anh không giải thích mà hỏi, trong nhà có mấy người biết ngày sinh tháng đẻ của ông cụ thế? Gia nghiệp nhà chúng tôi cũng được coi là khá lớn, sợ bị kẻ tiểu nhân lợi dụng nên quản lý rất nghiêm về ngày tháng năm sinh. Nhất là bát tự của bố tôi, chỉ có người thân nhất mới biết thôi. Người ngoài cùng lắm chỉ tra được ngày tháng sinh, không thể nào biết được giờ giấc và nơi sinh cụ thể. Lâm Thu Thanh trả lời. Cụ thể hơn là có người nào biết, Lý Dục Thần hỏi kỹ càng. Tôi, vợ tôi Tuệ Mẫn, con gái Mộng Đình, anh họ Lâm Lai Phong và con trai anh ấy là Lâm Thiếu Hằng. Lâm Thu Thanh kể ra một loạt tên, hình như chỉ có bao nhiêu đó, ngay cả con trai tôi là Lâm Vân cũng không biết. Anh họ tôi có đứa con trai út đang đi du học ở Đông Doanh, chắc cũng không biết đâu. Cả tôi nữa, Lâm Thiền Minh ở kế bên nói. Thế còn quản gia, Lý Dục Thần hỏi. Lâm Thu Thanh đáp, quản gia không biết, chẳng qua nếu họ muốn biết thì cũng không phải quá khó. Ông ta bổ sung thêm, quản gia nhà họ Lâm đều là người đã theo chúng tôi từ lâu. Còn quản gia Lạc với cậu, có thể là có hiểu lầm gì đó. Lý Dục Thần tin có hiểu lầm mới là lạ.
có điều anh cũng không quá để tâm đến loại nhân vật nhỏ như Lạc Minh Sa. Ông cụ bị người ta nguyền rủa bằng một loại tà thuật tên là Sách Đinh Đầu Tiễn. Sách Đinh Đầu Tiễn, Lâm Thu Thanh chưa nghe thấy cái tên này bao giờ. Đúng vậy, người làm phép sẽ lập bàn thờ, làm hình nộm người rơm rồi viết ngày tháng năm sinh của ông cụ lên đó, mỗi ngày sẽ dùng kim đâm hoặc bắn tên, thông thường sau khoảng 7 ngày, linh hồn của người bị nguyền rủa sẽ lìa khỏi xác. Gì cơ? Lâm Thu Thanh giật nảy mình. Lâm Thiền Minh cũng phải nhíu mày. Chỉ có Lâm Thượng Nghĩa nghe vậy thì cười phá lên. Không ngờ cái mạng già này của tôi lại suýt mất vì một hình nộm người rơm, sống gần hết đời còn có thể được chứng kiến loại phép thuật kỳ lạ này cũng không uổng. Sự thoải mái và hào phóng của Lâm Thượng Nghĩa khiến Lý Dục Thần phải nhìn bằng con mắt khác. Xem ra ông lão này không phải người bình thường đâu. Lâm Thu Thanh hỏi, vậy giờ bố tôi đã ổn rồi phải không? Anh lắc đầu, tôi chỉ đang kéo dài mạng sống cho ông cụ bằng chân khí thôi. Muốn giải quyết triệt để cần phải tìm được kẻ làm phép và phá giải phép thuật của người đó. Thế chúng ta đi đâu để tìm đây? Lâm Thu Thanh không có chút manh mối nào. Thời gian của các ông không còn nhiều, tôi có thể tiếp tục giúp ông cụ sống lâu hơn, nhưng nhiều nhất chỉ từ 3 đến 4 ngày, ông cụ không sao thì người đó sẽ phát hiện thôi, Lý Dục Thần nhắc nhở. Vậy phải làm sao bây giờ? Có hai khả năng, người đó phát hiện chuyện đã bại lộ sẽ bỏ trốn. Như vậy có thể các ông sẽ không bao giờ biết được là ai muốn hại ông cụ. Đương nhiên khả năng này cũng tốt, tóm lại tính mạng của cụ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng còn một loại khả năng khác, người đó quyết tâm muốn lấy mạng ông cụ, phát hiện Sách Đinh Đầu Tiễn mất hiệu lực, rất có thể sẽ dùng đến thủ đoạn quỷ quyệt hơn, ví dụ như huyết tế, dùng máu của người khác để tăng cường hiệu quả của phép thuật, dùng nửa cái mạng của chính kẻ đó để đổi lấy một cái mạng của ông cụ. Hả, Lâm Thu Thanh kinh hãi, vậy. Vậy cậu có ngăn cản được không? Lý Dục Thần lắc đầu, khó nói lắm, ông còn chẳng tìm được người đâu thì ngăn cản kiểu gì. Lâm Thiền Minh lên tiếng, xem ra chỉ có thể giải quyết từ kẻ nội gián thôi. Lâm Thu Thanh đấm một cú thật mạnh, tôi nhất định sẽ bắt được kẻ đó rồi chém nó ra thành nghìn mảnh. Lâm Thượng Nghĩa khoát tay ra hiệu bảo thôi, được rồi, đừng vì chuyện này mà hoảng, cứ làm tốt việc của mình đi, có thể sống tiếp là tôi đã đủ hài lòng rồi. Tiếp theo tôi có một số chuyện muốn nói với Dục Thần. Thiền Minh, Thu Thanh, hai người ra ngoài trước đi. Lý Dục Thần nhắc nhở, hai người đừng nói cho bất kỳ ai khác biết những lời vừa rồi, tình hình thật của ông cụ chỉ bốn người chúng ta biết là được rồi. Nếu người khác có hỏi thì cứ bảo họ đến hỏi cháu. Đợi sau khi Lâm Thiền Minh và Lâm Thu Thanh ra ngoài, trong lòng Lý Dục Thần tràn đầy mong chờ. Bởi vì anh biết một số bí mật ám ảnh anh nhiều năm đã sắp được tiết lộ. Lâm Thượng Nghĩa nhìn anh hồi lâu nhưng không nói gì. Anh không hề nóng vội. Tu luyện ở Thiên Đô đã nhiều năm, chút kiên nhẫn ấy vẫn phải có. Lâm Thượng Nghĩa khẽ gật đầu. Chắc cậu có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm nhỉ? Vâng ạ. Vậy cậu cứ hỏi đi. Lý Dục Thần nhất thời sửng sốt, bỗng nhận ra mình cũng không biết nên hỏi từ đâu. Sau một lúc nghĩ ngợi, anh hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. Ông nội cháu đã chết như thế nào? Lâm Thượng Nghĩa không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này đầu tiên, ngạc nhiên thốt lên, điều cậu tò mò nhất không phải là tôi và ông nội cậu quyết định chuyện cưới xin này sao? Giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau sao? Ánh mắt Lý Dục Thần sắc bén. Lâm Thượng Nghĩa biết anh đã hiểu lầm, bèn thở dài đáp, về cái chết của ông nội cậu, dù sao gì tôi cũng có chút trách nhiệm. Chuyện này tôi đã áy náy rất nhiều năm, nhất là sau khi cậu mất tích. Lý Dục Thần nheo mắt nhìn ông cụ chằm chằm. Nếu đúng như anh suy đoán, ông nội đã lừa Lâm Thượng Nghĩa vì việc đính hôn, từ đó dẫn đến họa sát thân, vậy anh sẽ không chút do dự cho Lâm Thượng Nghĩa một chưởng chết ngay tại giường để báo thù cho ông nội. Chuyện này nói ra rất dài dòng. Lâm Thượng Nghĩa nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng như nhìn thấy quá khứ xa xôi. Hơn 40 năm trước, khi nhà họ Lâm gặp đại nạn, tôi đã một thân một mình chạy đến thủ đô để trốn kẻ thù, nhưng kẻ thù của tôi vẫn tìm được tôi. Lúc ấy tôi đã cùng đường bí lối, vào thời khắc mạng sống như nghìn cân treo sợi tóc, gia chủ nhà họ Lý ở thủ đô là Lý Thiên Sách đã cứu tôi. Năm đó nhà họ Lý là một trong bốn gia tộc lớn nhất ở thủ đô, Lý Thiên Sách còn có biệt danh là đại gia giàu nhất nước. Có sự che chở của nhà họ Lý, kẻ thù của tôi đương nhiên cũng không làm gì được tôi. Sau đó tôi trở về thành phố Hòa, gây dựng cơ đồ nhờ khoản tiền mà nhà họ Lý đã hỗ trợ, giúp nhà họ Lâm khôi phục lại sự huy hoàng ngày xưa.
tôi luôn muốn báo đáp ơn cứu mạng của nhà họ Lý, nhưng nhà họ giàu nứt đố đổ vách, làm sao tôi có cơ hội được. Nhưng không ngờ vào 20 năm trước, nhà họ Lý đột nhiên gặp biến cố, cả gia tộc biến mất khỏi thủ đô chỉ trong vòng một đêm. Lý Dục Thần đã đoán được đại khái vì sao Lâm Thượng Nghĩa lại nhắc đến nhà họ Lý ở thủ đô, nhưng anh lại có chút không thể tin được. Nhà họ Lý đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu đáp. Trong mấy năm đó tôi cũng từng đi dò la tin tức liên quan đến nhà họ Lý, lại nghe mỗi người nói một kiểu, không một ai có thể nói rõ rốt cuộc đã có chuyện gì. Tôi cứ tưởng mình không còn cơ hội báo đáp ân tình của nhà họ Lý nữa. Cho đến một ngày nọ, ông nội cậu đến thành phố Hòa. Ông nội của cháu. Đúng thế, ông nội cậu Lý Hữu Toàn, lúc đó ông ấy ăn mặc rách rưới như một lão ăn mày, còn dẫn theo một đứa trẻ đó chính là cậu, Lý Dục Thần. Cậu, Lâm Thượng Nghĩa nghiêm mặt nhìn anh, là người nhà họ Lý ở thủ đô, bố cậu tên là Lý Vân Hoa, cậu ấm nổi tiếng nhất thủ đô năm đó, còn Lý Thiên Sách chính là ông nội ruột của cậu. Cho dù Lý Dục Thần có bình tĩnh đến mấy, khi nghe tới đây lòng anh cũng rối tung cả lên. Ông nội ruột của cháu, thế còn ông nội cháu? Lý Hữu Toàn không phải ông nội của cậu, ông ấy là cấp dưới thân tín của ông nội Lý Thiên Sách của cậu. Theo lời của cậu em Hữu Toàn, ông nội cậu Lý Thiên Sách đã có dự cảm trước khi nhà họ Lý xảy ra chuyện, nên đã sai mấy cấp dưới thân tín của mình chia nhau ra đưa con cháu nhà họ Lý đi tìm bạn bè thân thích ở những nơi khác để nhờ cậy. Người Lý Hữu Toàn dẫn đi là cậu, mà đối tượng ông ấy tìm đến nương nhờ chính là nhà họ Lâm ở thành phố Hòa. Vậy nghĩa là ở những nơi khác còn có anh em của cháu? Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu, chắc là không. Cậu và cậu em Hữu Toàn có thể sống sót là do tôi đã không liên lạc với nhà họ Lý trong suốt 20 năm sau khi trở về thành phố Hòa. Có lẽ ông cụ Lý cũng vì lý do này nên mới bảo Hữu Toàn dẫn cậu chạy trốn đến tìm tôi. Hữu Toàn cực kỳ cẩn thận, mặc dù tôi và nhà họ Lý không liên lạc với nhau, nhưng chuyện tôi từng nhận ân tình của nhà họ Lý, ai muốn biết vẫn có thể tra ra được. Vậy nên ông ấy đã dẫn theo cậu sống ở vùng ngoại ô, mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai. Vì thế tôi vẫn luôn rất áy náy. Sau đó tôi đã quyết định chuyện cưới xin này với ông ấy, hứa rằng khi nào cậu trưởng thành sẽ cho cậu làm con rể nhà họ Lâm. Tôi đã yêu cầu luật sư lập di chúc từ 17 năm trước rồi, sau khi cậu kết hôn với Mộng Đình, cậu sẽ nhận được một nửa tài sản của nhà họ Lâm. Một nửa tài sản của nhà họ Lâm, quả thật rất hấp dẫn. Nhưng điều khiến Lý Dục Thần kinh ngạc hơn đó chính là xuất thân của anh. Lúc còn nhỏ, anh đi theo ông nội nhặt ve chai, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Nhìn những người bạn đồng lứa ăn mặc tươm tất kia, Lý Dục Thần không chỉ ảo tưởng một lần rằng có thể bố mẹ mình là người giàu có, một ngày nào đó họ sẽ lái xe đến khu ổ chuột đón anh, từ đó anh sẽ sống một cuộc sống không lo cơm áo. Nhưng hiện thực rất tàn nhẫn, ảo tưởng sẽ không bao giờ giúp chúng ta che mưa chắn gió cả. Anh chỉ có thể cố gắng nhặt ve chai, chỉ vì một bữa cơm no. Chỉ vì giúp ông nội đang ngày một già đi của mình không vất vả nữa. Lý Dục Thần chưa bao giờ nghĩ mình lại xuất thân từ một gia đình giàu có. Tiếc rằng gia đình này đã không còn nữa. Có một số chuyện không biết vẫn tốt hơn là biết. Cuối cùng anh cũng hiểu được nỗi khổ tâm của ông nội. Lúc trước anh luôn miệng hỏi ông nội, vì sao người khác có bố mẹ mà anh lại không có. Lần nào ông nội cũng im lặng. Mỗi khi ở một mình, ông ấy đều sẽ khóc. Anh lại nhớ đến cái chết của ông nội. Vào cuối mùa thu năm đó, ông nội chưa rời khỏi thành phố Hòa lần nào lại đột nhiên bảo phải xa nhà một chuyến. Trước khi đi, ông ấy lấy tờ giấy hôn ước ra dặn Lý Dục Thần cất kỹ, nói với anh là sau khi lớn hãy đi làm con rể cho nhà họ Lâm. Chuyến này ông ấy đi tận mấy tháng trời. Lúc ông nội trở về, tuyết rơi thật dày. Ông ấy bị thương chằng chịt khắp người, khi về đến nhà chỉ còn một hơi cuối cùng. Ai cũng nói ông ấy bị xe tông, tài xế bỏ chạy. Cũng có ông cụ nói theo kinh nghiệm của mình, vết thương của ông nội không giống bị xe tông, mà giống bị người ta đánh hơn. Rốt cuộc tại sao ông nội cháu lại chết? Đây là câu hỏi mà Lý Dục Thần đã giấu trong lòng suốt 13 năm qua. Tôi chỉ biết ông ấy đã trở về thủ đô một chuyến, Lâm Thượng Nghĩa trả lời, trước khi đi, ông ấy có đến tìm tôi, ông ấy bảo có chuyện rất quan trọng cần làm. Nếu không trở về được, ông ấy nhờ tôi chăm sóc cho cậu. Ông ấy không nói là chuyện gì sao? Không có, nhưng tôi đoán chắc hẳn có liên quan đến chuyện nhà họ Lý bị tiêu diệt, hình như ông ấy điều tra được manh mối nào đó.
Lý Dục Thần cảm thấy không đúng lắm, nếu ông ấy chết vì lý do đó, vậy khi về chắc chắn sẽ bại lộ hành tung, sao những người đó có thể bỏ qua cho cháu được? Hữu Toàn rất thận trọng, nếu không phải vì đã cắt đuôi được kẻ bám theo thì sao có thể trở về, Lâm Thượng Nghĩa giải thích. Lý Dục Thần siết chặt nắm đấm, rốt cuộc là ai đã hại ông ấy và nhà họ Lý? Lâm Thượng Nghĩa nói, mấy năm nay tôi cũng đã âm thầm điều tra nhưng không có manh mối. Nhà họ Lý ở thủ đô đông nhân khẩu, sản nghiệp nhiều không đếm xuể, muốn nuốt trọn cả nhà họ Lý cũng không dễ dàng, kiểu gì cũng sẽ để lại dấu vết. Đáng lý ra ai là người được lợi nhất sẽ đáng nghi nhất. Sau khi nhà họ Lý sụp đổ, sản nghiệp của họ dần dần bị các gia tộc lớn khác chiếm đoạt, nhưng những gia tộc hoặc thế lực chiếm đoạt tài sản nhà họ Lý này đều không có thực lực có thể khiến nhà họ Lý diệt vong. Nếu họ bắt tay với nhau thì sao? Cũng không thể được, Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu, cậu phải biết nhà họ Lý đã bị tiêu diệt gần như chỉ trong vòng một đêm. Nhà họ Lý lớn cỡ nào, có bao nhiêu người, bao nhiêu sản nghiệp, có quan hệ với biết bao nhiêu người. Để khiến một gia tộc như thế này biến mất khỏi thủ đô trong vòng một đêm như thể chưa từng tồn tại, tôi không nghĩ ra là thế lực nào mới có thể làm được. Cho dù ba gia tộc lớn còn lại của thủ đô liên minh với nhau cũng không làm được. Vấn đề này tôi đã ngẫm nghĩ rất lâu, cũng suy diễn rất lâu rồi. Lý Dục Thần nhíu mày, đã có kết luận chưa ạ? Lâm Thượng Nghĩa có vẻ hơi chần chừ, cụ trầm tư một lúc mới đáp, tôi kết luận là thế lực này không hề tồn tại ở thế giới con người. Lý Dục Thần kinh hãi, lập tức hiểu được ý của Lâm Thượng Nghĩa. Thế lực tiêu diệt nhà họ Lý không ở thế giới của con người. Ngoài con người ra quả thật còn có rất nhiều thế lực khác như tiên, phù thủy, Phật, ma. Chẳng hạn như vạn tiên môn trên đỉnh Thiên Đô, tiên môn thống lĩnh thiên hạ sống trên đỉnh Côn Luân. Lẽ nào là đắc tội vu ma? Nếu là phe phái lớn như vu ma, quả thật không khó để tiêu diệt một gia tộc ở thủ đô trong vòng một đêm. Lâm Thượng Nghĩa hỏi, tôi biết trên thế giới có rất nhiều nơi mà người thường như chúng tôi không biết, cậu cũng đến từ những nơi đó đúng không? Lý Dục Thần gật đầu. Cụ ấy nói tiếp, năm ấy cậu mất tích, tôi tưởng rằng cậu cũng bị kẻ thù sát hại. Trong mấy năm đó tôi vô cùng tự trách mình, nếu tôi đón cậu về nhà họ Lâm sớm hơn thì có lẽ đã không xảy ra chuyện đó, cậu em Hữu Toàn cũng sẽ không chết, nhưng tôi lại nhát gan, sợ hãi. Kẻ thù bí ẩn kia thật đáng sợ, có thể khiến nhà họ Lý diệt vong chỉ trong một đêm, nếu họ muốn đối phó với nhà họ Lâm tôi thì sẽ dễ như bóp chết một con kiến thôi. Tôi có lỗi với cậu và Hữu Toàn. Ông không cần tự trách mình, những năm qua cháu đã được ông giúp đỡ rất nhiều. Đáng lẽ cháu nên cảm ơn ông mới đúng. Lý Dục Thần biết rất rõ, nếu không có Lâm Thượng Nghĩa âm thầm quan tâm trợ giúp, năm đó anh và ông nội đã không thể sống nổi ở thành phố Hòa. Một thế lực có thể khiến nhà họ Lý ở thủ đô biến mất trong vòng một đêm sẽ đáng sợ tới cỡ nào. Lâm Thượng Nghĩa nhìn Lý Dục Thần, nói, may mà cậu đã trở về, còn học được võ công cao cường, ông nội cậu ở dưới suối vàng chắc cũng có thể mỉm cười nhắm mắt rồi. Tờ giấy hôn ước ấy vẫn còn hiệu lực, nhân lúc tôi còn khỏe, tranh thủ tổ chức lễ cưới cho cậu và Mộng Đình trong mấy ngày nay luôn. Lý Dục Thần ngẩn ra, đáp, ông nội Lâm, chuyện cưới xin này để nói sau đi ạ. Ê, Lâm Thượng Nghĩa khó hiểu, cậu không thích Mộng Đình à? Cũng không phải thế, cô Lâm vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, không có gì để chê cả. Vậy là vì cậu biết được thân thế của mình, cảm thấy nhà họ Lâm tôi không xứng với nhà họ Lý cậu. Càng không phải thế. Thế rốt cuộc là vì sao? Lý Dục Thần nghĩ ngợi rồi đáp, thật ra cũng không vì sao cả, chỉ là cháu cảm thấy hôn ước mà ông và ông nội cháu đặt ra quá qua loa, đều không công bằng cho cả cháu và cô Lâm. Lâm Thượng Nghĩa cười phá lên, cậu muốn tự do yêu đương hả? Vậy cũng được thôi, tạm thời không cưới, cứ đính hôn trước đã, hai đứa cứ quen nhau từ từ, khi nào Mộng Đình tốt nghiệp đại học rồi kết hôn cũng không muộn. Lý Dục Thần thấy hơi nhức đầu. Sao ông cụ này cứ chăm chăm vào chuyện này thế nhỉ? Ông nội Lâm, cháu xin cảm ơn ý tốt của ông, nhưng vì còn đang gánh vác mối thù gia tộc trên vai, cháu thực sự không có tâm trạng tính đến những chuyện này trước khi trả được thù nhà. Lý do này rất chính đáng, anh nghĩ ông cụ sẽ không tiếp tục khăng khăng với chuyện đó nữa. Nhưng không ngờ cụ ấy lại bất chợt hỏi một câu, cậu muốn báo thù? Đương nhiên rồi ạ, Lý Dục Thần trả lời. Chưa nói đến nhà họ Lý ở thủ đô và bố mẹ chưa từng gặp mặt, chỉ riêng ông nội Lý Hữu Toàn chết thảm trước mặt anh thôi, anh đã quyết tâm muốn trả mối thù này rồi. Vậy cậu định báo thù bằng cách nào? Cháu!
Lý Dục Thần lập tức cứng họng. Không có manh mối, chỉ biết kẻ thù có liên quan đến thế lực siêu nhiên, 3000 bàng môn, vô số tà đạo ngoài kia, cổ vu và ma giáo lại càng không biết đang ẩn nấp ở đâu, biết đi tìm ai để báo thù đây. Lâm Thượng Nghĩa mỉm cười, thật ra tôi đã nghĩ ra cách giúp cậu từ trước rồi, có lẽ sẽ rất khó để tìm được kẻ thù, thế sao không để người ta tự đến tìm cậu? Để người ta đến tìm cháu. Nhà họ Lý diệt vong nhưng không bị tổn thất về tài sản, chứng tỏ họ không cần tiền bạc mà đang sợ hãi thứ gì đó. Những thứ này đang nằm trong tay nhà họ Lý các cậu, chỉ khi nào người nhà họ Lý chết hết thì họ mới có thể yên tâm. Ý ông là, gây dựng lại nhà họ Lý. Gây dựng lại nhà họ Lý. Đúng vậy, Lâm Thượng Nghĩa hơi kích động nói, gây dựng lại nhà họ Lý, để nhà họ Lý đã biến mất 20 năm tái xuất hiện ở thủ đô, lấy lại những thứ mà ông nội và bố cậu đã mất năm xưa. Đến lúc đó bọn chúng sẽ sợ hãi, sẽ tự đến tìm cậu. Lý Dục Thần gật đầu lia lịa, ông nội Lâm có ý kiến rất hay, vậy cháu nên làm gì đây ạ? Lâm Thượng Nghĩa cười bảo, khôi phục nhà họ Lý cần có hai thứ. Hai thứ gì cơ? Đầu tiên là tiền vốn, nếu không có tiền vốn, dù cậu có năng lực cũng không thể tái hiện lại sự huy hoàng của nhà họ Lý ngày xưa trong một khoảng thời gian ngắn. Thế còn cái thứ hai? Thứ hai là phải có một cô vợ giúp cậu sinh con dưỡng cái, gia tăng nhân khẩu trong gia đình. Lý Dục Thần xa sầm mặt. Ông cụ này, nói đi nói lại vẫn muốn gả cháu gái cho anh. Làm con rể của nhà họ Lâm sẽ có được một nửa tài sản của nhà họ Lâm, đây chính là tiền vốn để gây dựng lại nhà họ Lý. Còn về cưới Lâm Mộng Đình, đương nhiên là có thể giúp anh sinh con dưỡng cái. Nhưng sao Lý Dục Thần có thể chịu làm con rể nhà người khác? Dù có muốn cưới Lâm Mộng Đình, anh cũng sẽ dựa vào bản lĩnh thật sự của mình, quang minh chính đại cưới người ta về nhà, chứ không phải dựa vào một tờ giấy hôn ước, ăn cơm chùa của người ta. Ông nội Lâm, chuyện này để nói sau đi ạ, việc quan trọng nhất hiện giờ là phải tìm ra kẻ muốn hại ông. Nhắc tới chuyện này, Lâm Thượng Nghĩa cũng không thể không nhíu mày. Lý Dục Thần nói đúng, nếu không tìm ra được người này, nhà họ Lâm sẽ mãi mãi sống trong bóng tối. Hôm nay đã có thể dùng sách đinh đầu tiễn nguyền rủa Lâm Thượng Nghĩa, ngày mai sẽ có thể nguyền rủa Lâm Thu Thanh. Ông nội Lâm, ông có kẻ thù không? Kẻ thù dĩ nhiên là có, theo nghề kinh doanh cả đời, gây dựng nên một gia tộc to lớn thế này, nếu nói không có ai muốn tôi chết thì đến chính tôi cũng không tin. Chỉ tính mấy gia tộc lớn ở thành phố Hòa thôi, mặt ngoài mọi người hòa thuận với nhau, nhưng rất có thể sau lưng đều đang nguyền rủa tôi đấy. Lâm Thượng Nghĩa cười tự giễu. Cũng chỉ có thể bắt đầu từ kẻ nội gián thôi, tôi sẽ bảo Thiền Minh đi điều tra. Lý Dục Thần khuyên, trước hết không nên bứt dây động rừng. Ông đừng bận tâm, cứ giao chuyện này cho cháu, có điều trước khi cháu tìm được người này, tốt nhất là ông nên tiếp tục giả bệnh để tránh bị người ta phát hiện. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, được, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của cậu, cái mạng già này của tôi giao cho cậu đấy. Anh vừa định an ủi vài câu để cho cụ ấy yên tâm. Thì bỗng nghe ông cụ hỏi tiếp, cậu không suy xét việc kết hôn trước thật hả? Lý Dục Thần lập tức cạn lời. Đúng lúc này cửa phòng bệnh mở ra, bà Lâm và Lâm Mộng Đình cùng đi vào. Nghiêm Tuệ Mẫn xách bình giữ nhiệt, cười nói, bố, thuốc sắc xong rồi, bố uống lúc còn ấm đi ạ. Sau đó bà ta đổ thuốc ra bát. Lý Dục Thần cầm bát lên ngửi, hỏi, lúc sắc thuốc bác có ở đó không? Nghiêm Tuệ Mẫn cười đáp, theo lời dặn của cậu, tôi đã ở đó lúc sắc thuốc, tôi tận mắt nhìn họ bốc thuốc, sau đó kiểm tra từng loại thuốc một, tôi cũng tự tay sắc thuốc, ngay cả nồi sắc thuốc tôi cũng tự rửa luôn, không để cho người khác chạm vào. Lý Dục Thần mỉm cười đặt bát thuốc xuống. Nghiêm Tuệ Mẫn và Lâm Mộng Đình cùng nhau đỡ ông cụ dậy, rồi lại tự tay đút cụ ấy uống thuốc. Lâm Thượng Nghĩa khen, cảm ơn con. Nghiêm Tuệ Mẫn đáp, đây là việc con phải làm mà. May là bố có tính toán trước, tìm một anh chồng chưa cưới tốt cho Mộng Đình. Đợi khi nào bố khỏe lại, con sẽ thu xếp tổ chức lễ cưới cho chúng. Lâm Mộng Đình đỏ mặt, mẹ nói nhăng gì thế ạ? Mẹ nói nhăng chỗ nào, mẹ đang rất nghiêm túc đấy. Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn về phía Lý Dục Thần, càng nhìn càng thấy anh chàng này sáng sủa đẹp trai. Đúng là mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy thích. Lý Dục Thần cảm thấy không được tự nhiên cho lắm khi bị bà ta nhìn kiểu đó, bèn lấy cớ đi về. Ông nội Lâm, ông nghỉ ngơi cho tốt nhé, hai ngày nay cháu sẽ đến thăm ông mỗi ngày.
Lâm Mộng Đình nhìn thoáng qua Lý Dục Thần, vừa khéo anh cũng nhìn sang cô. Cô há miệng muốn nói gì đó nhưng lại lập tức cúi đầu. Trong lòng dường như có niềm mong chờ nào đó, trái tim đập thình thịch, nghe thấy tiếng bước chân rời đi của Lý Dục Thần, mãi cho đến khi cửa phòng bệnh nhẹ nhàng đóng lại, lòng cô trở nên trống rỗng cứ như vừa mất đi thứ gì đó. Khi anh quay lại quán cơm thân dân cũng là thời điểm bận rộn nhất vào buổi trưa. Giờ phút này, vị thần y vừa mới thể hiện kỹ năng thần thánh trong phòng bệnh ban nãy đã biến thành anh chàng phục vụ bận rộn. Thần tiên ở trong tưởng tượng của mọi người đều có dáng vẻ ngập tràn tiên khí, tay áo bồng bềnh. Nhưng ngoài thực tế lại thường là hòa thượng quét rác, mấy bác bảo vệ, đó mới là những cao thủ đang ẩn mình trong thành phố. Và nhân viên phục vụ trong tiệm cơm nhỏ dưới lầu nhà bạn cũng có thể là một vị tiên nhân biết phi kiếm phù phép. Lý Dục Thần tranh thủ gọi cho Mã Sơn, bảo anh ta nhanh chóng sắp xếp thời gian đi đến trường đấu chó của anh Thái. Anh muốn bắt đầu từ anh Thái, điều tra xem là ai đang có ý đồ với Lâm Mộng Đình. Người này rất có thể chính là người đã ra tay hại ông cụ Lâm. Chỉ chốc lát sau Mã Sơn đã gọi lại cho anh, nói là hẹn Hoàng Tam ăn cơm tối nay. Bảo Lý Dục Thần giả cậu ấm nhà giàu ghé qua. Sau khi ăn trưa xong, bà chủ chị Mai đeo túi lắc mông uốn éo vòng eo thon đi ra ngoài. Lý Dục Thần nói với từ phía sau, chị Mai, chiều nay tôi xin nghỉ nhé. Cho cậu nghỉ đấy. Chị Mai cũng không ngoái đầu lại, sảng khoái đồng ý. Lý Dục Thần biết bà chủ lại đi làm tóc. Anh rất tò mò, ngày nào cũng làm tóc, làm kiểu gì nhiều thế không biết. Tối nay phải giả cậu ấm nhà giàu đi gặp Hoàng Tam, Lý Dục Thần cũng quyết định đi tạo kiểu tóc, đã giả rồi thì phải giả cho giống một chút. Làm xong công việc trong quán, anh chào Đinh Hương một tiếng rồi đi đến tiệm cắt tóc ở đầu đường. Không ngờ lại gặp chị Mai trong tiệm. Thấy Lý Dục Thần vào, chị Mai ngạc nhiên nói, tiểu Lý, cậu theo dõi chị đấy à? Lý Dục Thần cười ngại ngùng, tôi tới cắt tóc thôi. Chị Mai liếc xéo anh, hình như không tin lời anh lắm. Rồi bỗng dưng bà ta cười một tiếng, lát nữa lên lầu tìm tôi, phòng số 3 ấy. Sau đó bà ta đi đôi giày cao gót lộc cộc lên lầu. Tay nghề của thợ cắt tóc không tệ lắm, chẳng mấy chốc đã làm xong một kiểu tóc đơn giản đẹp trai ngời ngời cho Lý Dục Thần. Anh rất hài lòng, hỏi bao nhiêu tiền. Thợ cắt tóc bảo, cậu là bạn của chị Mai, không cần trả tiền đâu. Anh nhớ ra bà chủ bảo anh lên lầu tìm bà ta, cũng không biết có chuyện gì, bắt người tay ngắn. Cắn người miệng mềm, ai bảo anh đang làm thuê cho người ta cơ chứ? Lý Dục Thần đi lên lầu, tìm tới phòng số 3 rồi nhẹ nhàng gõ cửa, gọi một tiếng, chị Mai. Vào đi, cửa không khóa, chị Mai đáp lại. Anh mở cửa bước vào. Trông thấy chị Mai nằm sấp trên chiếc giường hình chữ nhật, lưng để trần, bộ ngực bành ra hai bên, bên dưới cũng chỉ đắp một miếng vải trắng che mông, lộ ra cặp đùi trắng nõn. Một cô gái đang đổ dầu vào lòng bàn tay. Sau đó bôi dầu lên lưng chị Mai. Lưng bà ta vốn đã nhẵn nhụi, bôi thêm một lớp dầu khiến lưng bà ta trông càng thêm bóng loáng. Chị Mai nghiêng mặt qua nhìn kiểu tóc mới cắt của Lý Dục Thần, được đó, đẹp trai lắm. Bà ta giơ tay lên ra hiệu cho cô gái kia, cô đi đi, để cậu ta làm cho. Cô gái cười với Lý Dục Thần, đặt đồ trong tay xuống rồi đi ra ngoài. Anh chố mắt, bà ta định làm gì vậy? Chẳng lẽ đây chính là ải hồng trần, cám dỗ hồng trần, khoái lạc hồng trần mà sư phụ nói ư? Chỉ nghe chị Mai hỏi, cậu đứng được ra đó làm gì thế? Lý Dục Thần đứng bất động ở đó. Khoái lạc hồng trần, cơ thể anh sớm đã rèn luyện đến mức độ gian nan vất vả cũng chẳng thể xâm nhập từ khi ở trên núi tuyết Côn Luân rồi. Cũng không phải là anh không thích hồng trần. Khoái lạc hồng trần cũng có tình. Nhưng anh phân biệt được cái gì là tình? Cái gì là dục? Sư phụ nói, thần tiên giáng thế, có tình nhưng không có dục. Có tình thì nhu, không dục thì cương. Cương nhu cùng nhau tồn tại, âm dương hòa hợp mới không cố chấp với điều gì đó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Ha ha, cũng đứng đắn lắm. Thấy anh không nhúc nhích, chị Mai cười xuống giường spa, khăn tắm trượt xuống khỏi người bà ta. Lý Dục Thần đứng ngay bên cạnh đó, không cố ý nhìn, cũng không cố ý không nhìn. Chị Mai, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, anh nói. Vội vã thế làm gì, cậu đi theo tôi tới chỗ kia. Chị Mai mặc quần áo vào, sau đó ra khỏi tiệm cắt tóc, đi đến tiệm mạt trược anh Sáu ở phía đối diện. Khi nhìn thấy biển hiệu của tiệm mạt trược anh Sáu,
Lý Dục Thần nghĩ đến hai tên côn đồ vào tiệm thu phí bảo kê ngày hôm đó. Ông chủ Vương nói họ là người của Sáu Sẹo. Tiệm mặt trước anh Sáu là quán của gã ta. Cậu tưởng ngày nào tôi cũng làm tóc á? Làm gì có ai làm tóc mỗi ngày chứ, kiểu đó chọc đầu luôn mất. Tôi ấy hả, ngày nào cũng đến để hốt lại số tiền mà Sáu Sẹo đã ăn không từ tiệm chúng tôi thôi. Chị Mai cười khanh khách nhìn Lý Dục Thần, trên mặt tràn đầy ý cười. Hôm nay chị đây vui, chúng ta chơi lớn một chút, cậu thấy sao? Nhìn từ ngoài trông tiệm mạt trược không lớn lắm, nhưng khu vực bên trong lại khá rộng. Từ lầu 2 đến lầu 3 tổng cộng có mấy chục cái bàn, còn có cả mấy căn phòng riêng. Chị Mai rất quen thuộc với những người trong tiệm, chốc lát đã tìm được một cái bàn ngồi vào. Bà ta hỏi Lý Dục Thần có muốn chơi vài ván không, anh lắc đầu, chỉ đứng bên cạnh xem. Chị Mai khá may, mới chơi mười mấy ván đã ăn được 700-800. Nhưng Lý Dục Thần biết chị Mai đã rất kiềm chế, với trình độ của bà ta, không muốn ăn tiền cũng khó. Bởi vì bà ta chơi bẩn. Anh không hiểu cách chơi gian lận trong cờ bạc, nhưng gian lận và ảo thuật đều dựa vào kỹ xảo. Tay chị Mai rất nhanh nhưng vẫn không qua được mắt của anh. Hơn 2 tiếng sau, bà ta đã ăn được gần 10.000. Cũng đủ rồi, lát nữa tiệm sẽ đông lắm, tôi mà tiếp tục ngồi lì ở đây thì ông nhà tôi lại mắng tôi nữa. Chị Mai mở bài, cầm tiền định đi về. Bỗng nhiên bà ta bị một nhóm người chặn đường. Một người cầm đầu, trên mặt có sẹo. Kế bên có người gọi gã ta là anh Sáu. Lý Dục Thần đoán người này chính là Sáu Sẹo. Chị Mai, ăn tiền rồi cứ thế đi luôn à? Anh Sáu à, tôi ăn có chút tiền thôi, còn chẳng bằng tiền anh kiếm được một ngày đâu, sao lại làm kinh động đến anh luôn thế? Thắng nhiều hay ít không quan trọng, chỉ cần chị thắng một cách quang minh chính đại, chị muốn đi muốn tới tiệm của tôi tùy thích. Nhưng có người nói chị chơi bẩn, ai cũng biết tôi là người có nguyên tắc, chị mà không nói rõ thì hôm nay đừng hòng đi. Chị Mai chỉ tay vào xung quanh mắng, ai thế, ai nói tôi chơi bẩn đáng bị chém nghìn nhát dao, vừa ăn cướp vừa la làng đúng không, bước ra đây cho tôi xem. Sáu Sẹo cười khẩy, chị Mai, đừng diễn nữa, ngày nào chị qua cũng ăn tiền, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra được là chị chơi bẩn. Chị Mai lại cười, hứ, mỗi ngày tôi chỉ ăn có 300-500 thôi. Sao nào, có 300-500 mà tiệm của anh Sáu không cho ăn à? Chính vì chị ăn ít nên tôi mới không quan tâm, nhưng hôm nay chị ăn hơi nhiều, tôi mà không quản thì nội quy của tiệm sẽ bị chị làm hỏng mất. Anh có bằng chứng nào nói tôi chơi bẩn? Bắt trộm cũng phải bắt tại trận chứ, chị Mai ngụy biện. Bằng chứng đúng không? Sáu Sẹo nheo mắt lại, đừng tưởng tôi không biết chị giấu bài trong người, chị cởi quần áo ra xem. Lý Dục Thần biết chị Mai có giấu bài trong người. Chỉ cần cởi quần áo thì chắc chắn sẽ lộ tẩy. Anh rất muốn biết bà ta sẽ làm gì tiếp theo. Chị Mai biến sắc mặt, quay đầu lại kéo tay Lý Dục Thần, tiểu Lý, chúng ta đi thôi. Mấy gã đàn ông vạm vỡ sau lưng Sáu Sẹo đi tới chặn đường họ. Những người bên cạnh bắt đầu ồn ào. Mau cởi quần áo ra đi. Chơi bẩn phải bị chặt tay, cởi quần áo ra để mọi người xem chị có gian lận hay không. Đúng, cởi đi, cởi nhanh lên. Mấy tên đàn ông như suýt chảy nước dãi tới nơi. Sáu Sẹo nói, chị Mai, nếu chị không muốn cởi quần áo trước mặt nhiều người thế này thì cũng có thể vào phòng làm việc của tôi. Chị Mai xì một tiếng, xì, mơ đi, mấy người chỉ muốn ngắm cơ thể của bà đây thôi chứ gì, cởi thì cởi. Nói rồi, bà ta định cởi quần áo. Lý Dục Thần bước tới một bước ngăn cản, từ từ đã. Con người Sáu Sẹo co rụt, cậu muốn làm gì? Chị Mai nhìn sang Lý Dục Thần bằng ánh mắt hơi tò mò, cũng có đôi chút chờ mong. Lý Dục Thần nói, các anh nói người ta giấu bài rồi bắt người ta cởi quần áo, vậy có phải sau này người khác đến chỗ anh chơi mạt trược, anh muốn bắt ai cởi thì người đó phải cởi không? Mọi người xung quanh nghe thế cũng thấy có lý, việc này có liên quan đến lợi ích của bản thân họ. Có lần mở đầu này, chỉ cần Sáu Sẹo nghi ngờ ai thì sẽ bắt người đó cởi quần áo. Ở trước mặt mọi người. Dù là nam thì cũng sẽ mất hết mặt mũi. Mặt mũi Sáu Sẹo tràn đầy sát khí, gã ta hỏi, thế cậu muốn sao? Lý Dục Thần đáp, nếu chị Mai giấu bài thì đương nhiên phải chịu phạt, nhưng nếu chị ấy không giấu thì sao? Chị Mai cũng nói hùa theo, đúng đó, nếu tôi không giấu bài thì sao, anh bồi thường cho tôi kiểu gì? Nếu chị không giấu bài, hôm nay chị ăn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho chị gấp đôi. Sau này chị đến.
có ăn bao nhiêu tôi cũng sẽ không xen vào nữa, sáu sẹo khẳng định. Lý Dục Thần cảm thấy điều kiện này vẫn chưa đủ, hai bên không bình đẳng. Nhưng anh còn chưa lên tiếng đã nghe chị Mai nói, thêm một điều kiện, sau này đừng sai mấy thằng cấp dưới khốn nạn của anh tới quán nhà tôi thu phí bảo kê nữa. Lý Dục Thần không nhịn được cười, anh không ngờ lúc này chị Mai lại nghĩ đến quán cơm nhà mình. Được, không thành vấn đề, sáu sẹo đồng ý với điều kiện của chị Mai. Chị Mai quyết tâm, nhìn đi, cho mấy người nhìn đấy. Nói xong, bà ta cởi cả áo khoác và váy ra, chỉ để lại bộ đồ lót bó sát. Xung quanh vang lên một tràng tiếng suýt xoa, dáng người của chị Mai thực sự quá quyến rũ. Chị Mai thoải mái đứng đó nhìn sáu sẹo chằm chằm, mở to con mắt của anh ra mà xem tôi giấu bài ở đâu đi nào. Bên cạnh có người la lên, cởi cả đồ lót luôn. Nhưng ai sáng suốt đều biết, trong bộ đồ lót bó chặt như thế không thể giấu bài mạt trược được. Bắt bà ta cởi đồ lót thì hơi quá đáng. Sáu sẹo nhíu mày, nhìn sang Lý Dục Thần đang đứng cạnh chị Mai, thằng nhóc, chị ta giấu bài trên người cậu phải không? Cậu cũng cởi quần áo ra đi. Chị Mai lập tức quính lên, quát lớn, sáu sẹo, anh sống mái với tôi, đừng có động tới người anh em của tôi. Nhưng Lý Dục Thần không sợ chút nào, anh hỏi, bắt tôi cởi quần áo cũng được thôi, vậy nếu trên người tôi cũng không có thì sao? Chị Mai căng thẳng nói, tiểu Lý, cậu đừng để ý tới anh ta, cậu đâu có chơi, anh ta dựa vào đâu mà muốn lục soát người cậu chứ? Sáu sẹo tiếp lời, tôi vừa mới đưa ra điều kiện rồi đấy. Lý Dục Thần bảo, lúc nãy là điều kiện anh đưa ra cho chị Mai, chị ấy đã làm được. Giờ đến lượt tôi, anh kiếm tiền bằng cờ bạc, hay là chúng ta cá cược đi? Cược như thế nào? Nghe nói nội quy của tiệm mạt chứa các anh là gian lận chịu chặt tay, nếu tôi giấu bài trong người thì chặt một tay của tôi. Còn nếu tôi không giấu bài, chứng tỏ do anh bị mù nên nhìn nhầm, con mắt này của anh cũng không có tác dụng gì, tiền cược là móc một con mắt ra. Sao nào, có dám cược không? Lý Dục Thần đứng đó, biểu cảm bình tĩnh trên mặt như thể đang nói về vụ cá cược của người khác. Danh con, cậu lừa tôi đấy à, sáu sẹo sầm mặt lại, trên mặt tràn đầy sát khí. Lý Dục Thần cười khẩy, cứ coi như tôi lừa anh đi, ý anh sao? Nếu cược thì chúng ta bắt đầu luôn, còn nếu không dám cược thì tránh ra. Mọi người im phăng phắc, tất cả bàn mạt chược đều đã ngừng chơi. Đây là tiệm mạt chược, không phải sòng bạc lớn. Tình huống cược tay cược mắt này là lần đầu tiên gặp. Thậm chí không còn ai chú ý đến dáng người quyến rũ của chị Mai nữa. Ở trong mắt dân cờ bạc mãi mãi chỉ có cờ bạc mà thôi. Vết sẹo trên mặt sáu sẹo run lên, được, coi như cậu giỏi. Thằng danh con, hãy đợi đấy. Dứt lời, gã ta xoay người bỏ đi. Một tràng tiếng vỗ tay như sấm vang lên trong tiệm mạt chược. Chàng trai, cậu nói cho chúng tôi biết đi. Cậu có giấu bài đúng không? Cậu giỏi lắm đó nhóc, khiến anh sáu cũng phải nhượng bộ luôn. Chị Mai mặc quần áo vào rồi kéo cánh tay Lý Dục Thần, cười khẽ gọi, tiểu Lý, anh Lý, ông chủ Lý, hôm nay cậu là ông chủ của tôi đấy. Sau khi đi ra khỏi tiệm mạt chược anh sáu, chị Mai lấy 100.000 tệ từ trong túi ra đưa cho Lý Dục Thần. Làm gì vậy? Cho cậu. Tôi không cần, Lý Dục Thần lắc đầu. Chị Mai bám riết không tha. Cứ muốn nhét tiền vào túi Lý Dục Thần. Đây là thứ cậu nên được. Chị Mai, sao chị chơi gian lận, Lý Dục Thần hỏi. Tôi gian lận hồi nào? Lý Dục Thần lấy hai quân bài mạt chược từ trong túi ra, một quân yêu kê và một quân cửu vạn. Trả lại cho chị. Sắc mặt chị Mai chợt thay đổi, quay đầu nhìn lại, thấy hai người họ đã rời xa tiệm mạt chược mới thở phào một hơi. Cậu biết tôi giấu bài trên người cậu. Ừm. Vậy sao ban nãy cậu còn muốn cược với sáu sẹo? Không cược thì sao giờ? Để gã ta lục soát người hả? Nhưng lỡ sáu sẹo cược với cậu thì sao? Trong mắt chị Mai tràn ngập lo lắng. Gã ta sẽ không cược. Cậu chắc chắn thế à? Thắng được một bàn tay của tôi thì gã ta có lợi gì chứ? Lý Dục Thần cười nó, gã ta mà thua một con mắt thì coi như thua hoàn toàn. Sáu sẹo không phải loại dân cờ bạc ham thắng thua, gã ta là dân làm ăn mở sòng bạc kiếm tiền. Chị Mai kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần, trông cậu trẻ vậy mà sao ăn nói giống y như mấy tay anh chị già đời thế, không phải trước đây đã ra xã hội lăn lộn rồi đó chứ. Lý Dục Thần, trước đây, tôi chỉ đi nhặt ve chai thôi. Chị Mai phụt một tiếng bật cười, nhặt ve chai mà tính lăn lộn xã hội gì chứ.
Lý Dục Thần, tay chị Mai nhanh vậy, lẽ nào trước kia học ảo thuật hả? Cậu biết nhìn hàng đấy, chị Mai liếc anh, trước đây, tôi là một con nhóc ăn xin khắp nơi, đôi khi còn trộm cắp vặt. Sao, hai ta có xem như môn đăng hộ đối không? Lý Dục Thần không trả lời mà hỏi, chị Mai, rốt cuộc chị đã thắng được bao nhiêu tiền ở tiệm mạt trước anh sáu mà sáu sẹo lại nhằm vào chị vậy? Nào có thắng nhiều, mỗi ngày tôi chỉ thắng 300 chứ mấy, kiếm lại đống phí bảo kê của gã ta. Cũng chỉ mỗi hôm nay mới thắng nhiều chút, ai biết sáu sẹo kia hẹp hòi thế chứ, mới thắng chút xíu đã nói tôi chơi ăn gian. Lý Dục Thần còn lâu mới tin sáu sẹo hùng hùng hổ hổ như vậy chỉ vì chút tiền kia. Có điều, chị Mai không chịu nói thì anh cũng không gặng hỏi. Chị Mai không khỏi lo lắng, nét sáu sẹo kia cực kỳ hẹp hòi, hôm nay cậu khiến gã ta mất hết mặt mũi thì tên này sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, phải cẩn thận đó. Lý Dục Thần tất nhiên không sợ, song, khi chị Mai nói vậy, anh lại có hơi lo lắng cho Đinh Hương. Chị Mai, chị không sợ gã ta quay về tiệm trả thù tiếp hả? Cái này thì không đâu, sáu sẹo rất sợ mất mặt, hôm nay gã ta đã nói sẽ không đến quán cơm của chúng tôi gây chuyện thì chắc chắn sẽ không đến. Lý Dục Thần vẫn cảm thấy không đáng tin lắm, người như sáu sẹo sao mà biết giữ lời hứa chứ? Chị Mai thấy anh cau mày thì kéo tay Lý Dục Thần lắc lắc. Sắp lại gần, anh Lý à, anh Lý nhỏ của tôi ơi. Cứ yên tâm đi, có tôi ở đây thì sẽ không để cho sáu sẹo làm gì cậu đâu. Lý Dục Thần ngửi thấy mùi dầu rán bánh trên người chị Mai thì chợt nhớ đến gương mặt của ông chủ Vương trong tiệm. Anh lo ông ta sẽ cầm dao tới chém mình. Chị Mai, tôi còn có việc nên đi trước nhé. Lý Dục Thần không về mà đi thẳng đến phía nam thành phố. Anh và Mã Sơn đã hẹn Hoàng Tam ở đó. Hoàng Tam cũng xuất thân từ Nhặt Ve Chai, không ở cùng một khu vực với nhưng lại thường xuyên gặp mặt. Anh ta và Mã Sơn đều là vua lượm ve chai có tiếng. Hai người này còn thường xuyên đánh nhau. Ấn tượng của Lý Dục Thần về Hoàng Tam chỉ dừng lại ở việc tên này hay thích táy máy tay chân, đông trộm tây thó. Và khi đánh không lại Mã Sơn thì Hoàng Tam sẽ bắt nạt anh và Đinh Hương. Anh từng vì Đinh Hương mà đánh nhau với Hoàng Tam, dùng vôi sống ném vào mắt anh ta. Về sau thế nào thì Lý Dục Thần cũng không biết. Nghe Mã Sơn kể là Hoàng Tam vẫn nhặt ve chai, có điều làm lớn hơn trước đây, mở cả một cái vựa thu mua ve chai. Bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán ăn nổi tiếng. Hoàng Tam mặc đầy người hàng hiệu, trên cổ đeo một cái dây chuyền vàng bản to, cổ tay cũng đeo đồng hồ bằng vàng nhưng không biết là thật hay giả. Mã Sơn vuốt dây chuyền vàng của đối phương hỏi, ngâm trong nước có nổi lên không? Hoàng Tam híp đôi mắt tam giác lại. Khinh bỉ nói, tôi là loại người ấy sao? Mã Sơn đáp, chúng tôi biết Hoàng Tam anh buôn bán được lắm, đừng keo kiệt thế, dẫn anh em đi kiếm tiền với. Hoàng Tam nói, tôi toàn kiếm món tiền lớn, không chơi tiền lẻ, chỉ cần anh có vốn thì tôi sẽ dẫn anh theo, không có thì sang bên chơi đi. Mã Sơn chỉ vào Lý Dục Thần nói, tôi không có tiền nhưng anh ta có. Hoàng Tam liếc Lý Dục Thần. Lý Dục Thần vừa đổi kiểu tóc mới. Trông khá giống cậu ấm cô chiêu nhà giàu. Vị này là... Hoàng Tam cảm thấy quen quen, nhưng không nhớ ra. Mã Sơn nói, cậu chủ Lý, kẻ có tiền. Hừ, có bao nhiêu, Hoàng Tam tự nhận mình cũng là kẻ lõi đời, từng gặp vô số người. Có bao nhiêu á, nói ra có thể hù chết anh, Mã Sơn nói, biết nhà họ Lâm ở thành phố Hòa không? Anh ta là con rể nhà người ta đó. Lý Dục Thần cũng không biết sao Mã Sơn có thể bịa được như vậy. Đến giờ anh vẫn chưa nói quan hệ giữa mình và Lâm Mộng Đình cho Mã Sơn biết. Có lẽ Mã Sơn đoán được từ việc Lý Dục Thần đưa Lâm Mộng Đình về nhà lần trước. Con rể nhà họ Lâm, Hoàng Tam cười to, cười đến đau cả bụng, nếu anh ta là con rể nhà họ Lâm thì chắc tôi là ông chủ nhà họ Lâm quá, ha ha. Lý Dục Thần tát một cái chát lên mỏ anh ta. Tên khốn này ăn nói đáng đánh thiệt, không dạy cho một bài học thì không chắc chẳng biết bản thân là ai. Hoàng Tam nhảy dựng lên mắng, bà mẹ nó, mày đánh tao làm gì? Lý Dục Thần sụ mặt, nhóc con, ăn nói chú ý chút, đánh thế là nhẹ, nếu để bố vợ tôi nghe được thì không còn lưỡi để xài đâu. Mắt Hoàng Tam sáng rực, anh là con rể nhà họ Lâm thật à? Mã Sơn suýt bật cười thành tiếng, không ngờ Lý Dục Thần lại diễn đạt như vậy. Hoàng Tam, để tôi nói anh nghe, từ nhỏ anh đã độc miệng, ở trước mặt bọn tôi thì coi như bỏ. Trước mặt cậu Lý, chậc chậc. Mã Sơn lắc đầu,
bày ra bộ dạng tiếc hận rèn sắt không thành thép. Hoàng Tam nửa tin nửa ngờ, sao con rể nhà họ Lâm lại chịu ra đây hợp tác làm ăn với chúng ta? Lý Dục Thần dựa vào ghế, bắt chéo hai chân. Tôi thích chơi, thích lăn lộn giang hồ, chỉ cần anh dẫn tôi đến nơi vui vẻ thì sẽ không để anh chịu thiệt đâu. Nói rồi anh lấy 10.000 tệ từ trong túi ra, ném đến trước mặt Hoàng Tam. Lúc nãy đánh anh một bạt tai, đây xem như bồi thường. Hoàng Tam nhận lấy tiền, lập tức cười rạng rỡ. Anh ta chỉ ước gì cậu Lý trước mắt có thể tát mình thêm vài cái nữa. Một cái tát 10.000 tệ, anh ta có thể quỳ xuống đất cho người ta đánh cả một ngày cũng được. Mã Sơn cũng thấy bất ngờ, trơ mắt nhìn 10.000 tệ đó cứ thế bay vào trong tay Hoàng Tam, tim đau thắt. Nhưng anh ta tin Lý Dục Thần có thể kiếm lại được số tiền đó. Chỉ là tạm thời gửi ở chỗ Hoàng Tam thôi. Cậu Lý thích chơi cái gì? Hoàng Tam thấp giọng hỏi, chơi gái, kẽ bột, đỏ đen, chỉ cần giang hồ có, tôi đều có thể phục vụ anh. Mấy thứ đó tôi đã chơi chán từ lâu rồi, Lý Dục Thần nói, nghe nói anh có một trường đấu chó, có thể chọi chó không? Hoàng Tam nói, biết nhưng nơi đó không phải do tôi mở, nếu cậu Lý có hứng thú, tôi có thể dẫn anh đến chơi. Vậy thì đừng nhiều lời nữa, đi thôi. Mã Sơn lập tức đứng dậy, khởi động chiếc Porsche màu đỏ đậu bên đường, cung kính mở cửa xe giúp Lý Dục Thần. Thấy thế, Hoàng Tam không còn nghi ngờ nữa, cậu Lý này đúng thật là con rể nhà họ Lâm. Hoàng Tam lái chiếc xe tải của anh ta chạy trước dẫn đường, Mã Sơn lái Porsche theo đuôi. Hai chiếc xe nhanh chóng tiến vào nhà máy bỏ hoang cạnh giao lộ Thành Nam. Vừa dừng xe lại, họ đã nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng vang lên bên trong nhà máy. Có không ít xe đậu ở bãi đỗ, loại xe nào cũng có, trong đó còn có khá nhiều xe hạng sang. Mã Sơn còn tưởng đây là nơi chọi chó ngầm, chiếc Porsche mình lái đã đủ ngon. Nhưng khi đậu xe ở đây, so với chiếc Rolls-Royce, Bugatti Veyron thì xe của họ vẫn chưa là gì. Ha, đừng bảo chỗ này buôn xe đấy nhé, Mã Sơn nói. Mã Sơn, tầm nhìn hạn hẹp quá đấy. Anh đừng xem thường nơi này, tiền đường ông chủ lớn ở Thân Châu thường đến đây chơi đó. Hoàng Tam cảm thấy tự hào như thể nơi này do anh ta mở vậy. Chiếc Rolls-Royce này là của ông chủ Chu từ Vũ Châu đến, ông ta nuôi một con ngao tạng thuần chủng, chơi ở nơi đây mấy ngày rồi, nếu chẳng phải ông ta đến thì anh Thái cũng sẽ không có mặt ở trường đấu chó mỗi ngày. Lý Dục Thuần ồ một tiếng, giả vờ tùy ý nghe ngóng, anh Thái là ai? Anh Thái là ông chủ trường đấu chó này. Có thể mở được một trường đấu như vậy không phải là người tầm thường nhỉ? Đúng thế, anh Thái là ai cơ chứ? Là người rất lợi hại. Hoàng Tam đang giơ ngón cái lên, bỗng nhớ đến cậu Lý trước mặt này là con rể nhà họ Lâm, anh ta bèn mỉm cười. Đương nhiên rồi, so với nhà họ Lâm thì vẫn kém hơn một chút, nhưng trên giới giang hồ thành phố Hòa chúng tôi, anh Thái cũng là người có tiếng. Anh hiểu biết rất nhiều về anh Thái. Đúng thế, người anh em, Hoàng Tam hất tóc. Lý Dục Thần chỉ vào chiếc Bugatti Veyron biển số Thân Châu bên cạnh hỏi, đây là xe của ai? Hoàng Tam lắc đầu, tôi không biết chiếc này, trước đây chưa từng thấy, có lẽ là khách mới. Cách bãi đậu xe không xa là một nhà xưởng lớn. Trước cửa có hai bảo vệ. Hoàng Tam quen với họ nên chào một tiếng rồi đi vào. Chọi chó mà còn có bảo vệ canh nữa à? Mã Sơn thắc mắc hỏi. Hay, là hai người thu vé vào cửa thôi. Trong sân chọi chó này có xảy ra chuyện gì, dựa vào hai người họ cũng không trấn áp nổi, Hoàng Tam nói. Nơi này còn bán vé nữa à? Mỗi người 100, nhưng hai người là khách do tôi dẫn đến nên được miễn phí, tôi bao. Bên trong nhà xưởng được cải tạo thành một sân chọi chó. Ở giữa có lan can sắt bao quanh tạo thành một khoảng trống rộng chừng 3 mét vuông, bên trong có hai con chó đang cắn xé lẫn nhau. Xung quanh là khán đài hình bậc thang, có thể chứa mấy trăm khách. Hiện tại đang có không ít người, 1/3 chỗ trống đã được lấp đầy. Trong nhà xưởng cũng được trang bị máy lạnh, nhưng vì nơi này quá lớn, lại có nhiều người nên không khí vẫn khá nóng. Rất nhiều người đều để trần cánh tay, ra sức cổ vũ cho chó trên đấu trường. Hoàng Tam dẫn họ chen vào trong, tìm một chỗ thoải mái. Hai con chó trên đấu trường vẫn đang cắn xé nhau, toàn thân đầy máu, cũng không biết đó là của con nào. Xem được một lúc, con chó đen ngoạm vào cổ con chó vàng. Con chó vàng lúc đầu còn liều mạng giãy giụa, mấy phút sau thì không còn sức nữa.
con chó đen bắt đầu cắn xé, muốn cắn nát cổ con chó vàng. Bên lan can có người tỏ vẻ lo lắng, lập tức hét lên, thả ra. Tôi nhận thua. Sau đó là tiếng thở dài của người xung quanh. Có người cầm súng bắn nước cao áp đến, xịt vào thân con chó đang cắn xé để tách cả hai ra. Người hét lên nhận thua mặt mày ủ rũ đi vào, kéo con chó chỉ còn lại hơi tàn đi ra ngoài. Con chó thắng cuộc cũng bị thương không nhẹ, chủ của nó vui mừng chạy vào vẫy tay với khán giả bốn phía. Có người bưng cái khay lên. Trên khay là một đống tiền và một huy chương. Một người trung niên khoảng 40 bước đến, đeo tấm huy chương lên cổ con chó, sau đó đưa tiền cho chủ của nó. Tiếng vỗ tay và hò reo như sấm vang lên. Con chó ngồi đó với mặt ngơ ngác, rõ ràng là không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết cúi đầu liếm miệng vết thương. Chủ nhân của nó trông vô cùng kích động, cầm tiền, dùng sức vung tay không ngừng. Sau khi bọn họ đi xuống, nhân viên vệ sinh đến bắt đầu dọn dẹp đấu trường. Hoàng Tam tận dụng khoảng nghỉ này giới thiệu tình hình cho Lý Dục Thần. Chỗ này một đêm sẽ có khoảng 5 trận đấu, thời điểm nhiều thì 7, 8 trận. Chủ chó các nơi đều có thể báo danh dự thi, nếu thắng có thể lấy được tiền thưởng từ 50 đến 100 ngàn. Người xem mua vé vào sân, có thể đặt cược tiền ngay tại sân. Chỉ nhận tiền mặt, kiểm tra tại chỗ, sau khi đăng ký sẽ lĩnh thẻ bài. Một khi chọi chó bắt đầu, thì không thể rút lại, chờ đợi kết quả. Lý Dục Thần nhìn theo hướng Hoàng Tam chỉ, nơi đó có một đài đánh cược hình vuông, có không ít người vây quanh. Trên bàn có đến mấy chồng tiền mặt đỏ rực, còn có vài máy soi tiền. Người trung niên vừa lên đài lĩnh thưởng ngồi ở phía sau bàn. Kia chính là anh Thái à, Lý Dục Thần hỏi. Không phải, Hoàng Tam nói, chỗ này là sân ngoài, đều là trận nhỏ, chơi vui thôi. Anh Thái lúc này hẳn là đang cùng ông chủ Chu của Vũ Châu chơi ở sân trong. Mã Sơn cả giận nói, anh có ý gì, có sân trong mà không dẫn chúng tôi đi. Hoàng Tam vẻ mặt khó xử, anh Lý là khách lạ, sân trong đều là khách quý. Anh ta còn chưa nói dứt lời thì đã bị Mã Sơn nắm cổ áo. Hoàng Tam, anh biết chơi tôi thì sẽ có kết cục như thế nào? Lý Dục Thần giơ tay ra cản lại, bỏ đi, nếu người ta đã không tin chúng ta, vậy đi thôi. Trò chơi nhỏ mấy chục ngàn tệ, không có gì thú vị. Mã Sơn phát hiện người anh em này của mình còn rất biết diễn kịch, lời này nói ra chẳng khác gì mấy cậu ấm, giống như anh thật sự là con rể nhà họ Lâm vậy. Hoàng Tam lập tức mỉm cười lấy lòng, cậu Lý đừng nóng giận, nếu không thế này đi. Các anh trước tiên chơi ở đây đã, tôi đi nói một tiếng với anh Thái. Lý Dục Thần gật gật đầu, cũng được. Vậy anh ngồi đây, tôi đi rồi trở lại. Hoàng Tam đi rồi. Lúc này, lại có người dẫn hai con chó lên. Một cô nàng trẻ tuổi cầm bảng lên sân, trên bảng viết giống loài, tên và trọng lượng của chó. Bên phía bàn vuông có người hô, đặt cược đi, đặt cược đi. Nhân viên công tác ở đấu trường liền bắt đầu tắm cho chó ngay cạnh rào chắn. Mã Sơn vô cùng khó hiểu, con mẹ nó, trước khi đánh nhau còn phải tắm rửa. Sau đó chợt nghe bên cạnh có người nói, đây là để phòng ngừa có người bôi thuốc lên người chó. Bôi thuốc để làm gì? Hạ độc sao? Mã Sơn hỏi. Người nọ nói, không phải hạ độc, thường là bôi thuốc tê, như vậy chó bị cắn không đau, mà chó của đối phương sau khi cắn thì miệng sẽ bị tê, không có sức chiến đấu. Mã Sơn bừng tỉnh hiểu ra, mẹ kiếp. Chó cắn nhau thôi mà còn có nhiều chiêu trò như vậy. Người nọ cười ha ha, cái trò này cũng phức tạp lắm nha. Lúc này Lý Dục Thần mới chú ý đến, một người trẻ tầm hơn 20 tuổi đang ngồi ở vị trí cách bọn họ không xa. Lúc trước nhiều người, giữa bọn họ còn cách mấy chỗ, hiện tại mọi người đều đến chỗ đài đánh cược đặt cược rồi, anh mới chú ý tới đối phương. Người tới đây xem chọi chó đều là những kẻ hung ác, không phải cánh tay có hình xăm thì là trên lưng có hình xăm. Nhưng người này rất khác biệt, trên mặt đeo mắt kính viền vàng, nhã nhặn lịch sự, cực kỳ không hợp với không khí trường chọi chó. Lý Dục Thần nhìn anh ta cũng đang nhìn Lý Dục Thần. Các anh lần đầu tiên đến nơi như này, người kia hỏi. Lý Dục Thần hỏi ngược lại, anh thường tới đây sao? Người nọ nói, cũng không thường xuyên, thỉnh thoảng muốn thử chơi đùa. Tôi cũng là lần đầu tiên đến đây. Lý Dục Thần gật đầu. Nhìn anh có vẻ là một người nhã nhặn, không giống với bọn họ. Người nọ cười cười, nói, nhã nhặn suy đồi mà thôi. Anh ta lại nói, trông anh cũng rất nhã nhặn.
Lý Dục Thần nói, nhưng tôi không phải loại suy đồi. Người nọ liền cười phá lên. Lý Dục Thần cũng cười. Con người anh rất thú vị. Tôi tên Trần Văn Học, anh tên là gì? Lý Dục Thần. Dục Thần, đắm mình trong hồng trần, hưởng thụ cuộc sống, thật là một cái tên đẹp. Không giống tôi, tên Văn Học, nhưng đến nửa bài văn cũng không biết viết, tầm thường. Lý Dục Thần không ngờ chỉ giới thiệu tên thôi mà đối phương cũng có thể than thở nhiều như vậy. Xem ra người này khá oán hận xuất thân của mình. Những người đi đặt cược đã trở lại, giữa hai bên cách nhiều người, nói chuyện không tiện, Lý Dục Thần cũng lười tán gẫu tiếp. Không ngờ Trần Văn Học lại chủ động đến ngồi gần. Các anh không cược thử à? Mã Sơn sớm đã hơi ngứa tay, cũng không biết quy tắc đánh cược ở đây như thế nào. Trần Văn Học nói, không có gì đặc biệt, thấy con nào tốt thì đặt con đó thắng, đặt cược ít nhất từ một gạch, cao nhất 20 gạch. Gạch là chỉ nhân dân tệ, 10.000 tệ một sấp, được gọi một gạch. 20 gạch, chính là 200.000. Chỉ có điều, trận này là đấu chết, Trần Văn Học nhắc nhở nói. Có ý gì, Mã Sơn hỏi. Trần Văn Học giải thích, giống như vừa rồi vậy, chủ nhân của chó nhận thua thì sẽ có người dùng súng bắn nước áp lực cao tách chó ra, cái này gọi là đấu sống. Nếu là đấu chết, vậy phải có một con chó bị cắn chết thì trận mới xong. Có vài con chó trông không hung mãnh, nhưng cắn hoài vẫn không chết, cuối cùng còn có không ít con lật ngược tình hình. Hai con chó đã được nhân viên công tác tắm rửa sạch sẽ, bên đài đặt cược lại đang thúc giục, lập tức kết sổ, muốn đặt cược thì nhanh lên. Mã Sơn hỏi Lý Dục Thần, bằng không, chúng ta cũng chơi một chút. Em cảm thấy con nào có thể thắng? Lý Dục Thần nói, con màu vàng. Được, vậy thì đặt con vàng. Mã Sơn nói, anh đi đặt cược, em nói đặt bao nhiêu? Lý Dục Thần tùy ý nói, 200.000. Mã Sơn lắp bắp kinh hãi. Bọn họ chỉ đem theo có 200.000. Chơi một trận như thế thì có chút quá lớn. Mã Sơn cảm thấy, chẳng biết có phải là người anh em của mình đã nhập diễn vai cậu Lý quá không? Cược 200.000 thật sao? Nếu anh không thích tiền thì có thể cược ít hơn. Mã Sơn thấy Lý Dục Thần kiên quyết như vậy thì cũng không hỏi thêm nữa. Được, để anh đi đặt. Mã Sơn chọn tin tưởng người anh em của mình. Bất quá thì thua 200.000, về nhà ăn mì tôm thôi. Trần Văn Học ở bên cạnh nhìn Lý Dục Thần với vẻ vô cùng tò mò. Anh biết xem tướng chó hả? Lý Dục Thần lần đầu tiên nghe đến xem tướng chó, anh lắc đầu nói, không biết. Vậy sao anh chắc chắn chó vàng có thể thắng? Tôi không biết xem tướng chó, nhưng lại biết nhìn người. Hơi thở của chủ con chó vàng đó rất ổn định, chứng tỏ là một người luyện võ trời sinh đã nhạy cảm với sức mạnh và tốc độ, chó của anh ta chắc cũng không tệ. Trần Văn Học ngoảnh đầu nhìn, thấy đúng là chủ của con chó vàng bình thản hơn người còn lại một chút, nhưng trong lòng cảm thấy dựa vào điều đó để phán đoán thắng thua giữa hai con chó thì khiên cưỡng. Anh ta nhìn Lý Dục Thần rồi lắc đầu, tôi không tin. Lý Dục Thần nói, anh không cần phải tin. Trần Văn Học ngây ra, cười, nói, ok, vậy tôi theo hai người, 200.000. Lý Dục Thần nói, tùy anh thôi. Trần Văn Học mang ba lô. Cười he he đi theo sau Mã Sơn đến chỗ đặt cược. Lý Dục Thần có hơi tò mò, người đó không giống đám dân cờ bạc, con bạc không thể tùy tiện đặt cược như thế. Đương nhiên, chắc chắn anh ta sẽ không thua 200.000 này. Kiểu trọi chó này rõ ràng là muốn tặng không tiền cho Lý Dục Thần. Thật ra chó cắn nhau cũng giống như người đấu võ, hiếm khi có kiểu bất phân thắng bại, ranh giới thắng thua rất mong manh. Phần lớn các trường hợp đều có sự chênh lệch giữa hai bên. Chỉ là người bình thường không nhận ra mà thôi, thậm chí cả người luận võ cũng không biết. Chỉ có cao thủ chân chính vừa nhìn là biết ngay. Người trong nghề mà ra tay, lập tức sẽ biết có thể hay không liền. Lý Dục Thần có thể phát hiện vết thương trên người Tiền Khôn, cũng có thể nhìn ra ngay bên trong viên đá thô có ngọc hay không. Thế thì đương nhiên anh cũng có thể nhìn ra được trong hai con chó, con nào lợi hại hơn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.